Hello, hôm nay thì bên shop Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng nhé. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa các bác nhé. Đó, vui vẻ hoan hỉ cộng cho em 30.000 ship nữa. Còn bác nào mua từ trên 200 trở lên thì bên em sẽ bao ship, đơn giản vậy thôi. Và đơn bác nào mua nhiều thì trên 1 triệu thì yêu cầu là phải có chuyển cọc. Còn lại là dưới 1 triệu thì các bác cứ nhận hàng thanh toán như bình thường các bác nhé. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, và đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác một cái mẫu thảm rất đẹp này. Đấy thì bên shop lên tên nó sẽ là thảm 46. Thảm 46 kích thước của nó là 40x60 nhá. Đấy, lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó là 40 và nhân với 60. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một chiếc này thôi. Đó. 45.000 cho một chiếc thảm như này. Màu sắc thì cực kỳ đẹp, sạch sẽ trang nhã nhá. Đấy, đẹp sạch sẽ trang nhã. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là bằng cao su non chống trơn trượt nhá. Mặt trên của nó thì bằng nỉ siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, bằng nỉ và siêu thấm hút luôn. Nước nó có vào là nó sẽ luôn luôn thấm vào trong và nó tự khô nhá, và nó sẽ không thấm ngược trở lại nhá. Thì các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn gì đều ok hết luôn. Rất đẹp này. Đó, nó có rất là nhiều màu. Rất đẹp, và bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, rất nhiều màu rất đẹp luôn. Và dòng này thì siêu thấm hút nước nhá. Đấy, siêu thấm hút nước luôn. Và chống trơn trượt cực kỳ là tốt nhá. Đấy, hình thì cực kỳ là ngộ nghĩnh và đẹp luôn. Đấy, con này thì một mặt của nó là bằng nỉ như này các bác này. Mặt bằng nỉ khá là dày luôn nhá. Một mặt bằng nỉ và một mặt là bằng cao su non. Đấy. Có cái độ đàn hồi tốt nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop về cho các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đó. Màu sắc đẹp trang nhã con này. Đấy, rất là nhiều màu luôn nhá. Rất nhiều màu rất là đẹp nhá. Các bác thấy không? Đây. Đấy, rất đẹp con này. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước của nó 40x60 và giá là 45k. Đó. Thảm dệt 5D. Rất chất lượng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn 3W thôi nhá. Bóng đèn 3W thì đây. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng bóng 3W này. Dòng này thì cực kỳ tiện ích để cho các bác sử dụng trong các cái khu vực mà mình cần ánh sáng liên tục nhưng mà không cần quá sáng nhá. Thì các bác có để hành lang này, hoặc là đường đi lối lại, hoặc là ngoài cổng, ngoài cửa này, các khu vực mà các bác có thể để suốt đêm cũng được. Đó. Okay. Rất là sáng luôn các nhá. Công suất của nó là 3W này, rất sáng luôn. Đó. Công suất thì chỉ có 3W thôi. Chỉ có 3W thôi, cho nên là dùng siêu tiết kiệm điện. Các bác có thể dùng để mình cho vào các cái vị trí như là hành lang này, đường đi lối lại này, cổng cửa đều ok hết. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W. Đấy, rất sáng. Giá thì chỉ có 10k thôi. Lên cho em là bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k cho một quả như này nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Con này thì võng nó sản xuất cho răng cho anh tí. Võng nó sản xuất cho hàng để dành cho lính nhá, lính quân đội của Nhật các bác. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy các bác quan sát nhá. Đấy. Đây em sẽ răng cho các bác xem này. Thì cái chiều ngang này của nó thì nó được vào khoảng là 80 cm. Đấy, cái chiều dài của nó thì cả dây thì nó sẽ vào khoảng là hơn 2 mét nhá. Cả dây thì khoảng hơn 2 mét, còn nguyên cái phần thân võng dệt như này thì nó sẽ vào khoảng là 1m8 các bác, vào khoảng 1m8, và nó sẽ có quai như này, có quai đeo như này, và có cả dây dù như này để khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cho các bác cái dây dù như này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có dây dù như này rất tiện ích. Đấy, và các bác dùng thì nó rất là ngon. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Bên shop đang gửi tới các bác một cái võng dù quân đội Nhật như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là võng dù quân đội Nhật này. Đấy, lên cho em là võng dù nhá. Đó, võng dù này, quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k thì cái võng dù quân đội Nhật như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái máy thái rau nhá. Con này thì các bác lên cho em là máy thái rau bằng tay. Đó. Máy thái rau này. Máy thái rau bằng tay nhá. Thái bằng tay thôi. Đấy, và giá thì sẽ là 80k cho con máy thái rau bằng tay như này. Đấy, con này thì máy bằng tay nhá. Đấy, hình nó như hình như này. Không, cái sản phẩm thì khi các bác nhận hàng sẽ bao gồm cho các bác là một con máy như này các bác nhá. Đấy, một con máy như này, và các bác lắp cái phần lưỡi vào đây cho em, lắp phần lưỡi vào đây.
đấy, và lắp cho em cái phần tay công vào đây, lắp phần tay công vào đây là mình xoay như này là xong đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 lưỡi đấy, 6 lưỡi đây. Em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn đó, xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý, một con máy thái rau như này, thái rau thái củ quả đa di năng luôn, và giá thì chỉ có 80 cành thôi, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm của chị em nổi trội nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng, chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nổi trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng, chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Đó, rất ok các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k cho con máy thái rau thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo bếp vàng nha, quay lên cho em là kéo bếp vàng, hàng thì của thương hiệu Asaka Japan quá đây. Đấy, hàng của Nhật nhá. Đấy, thép của nó là thép SK5 không gỉ, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ngon nhá, trong nhà bếp rất là ngon luôn đây các bác này. Đấy, cắt rất là ngon luôn, các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết. Thép SK5 không gỉ này đó, Japan, kéo của Nhật nhá. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 35k cho một con kéo như này. 35.000 nhá. 35.000 cho một con kéo của Nhật như này. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. Bác nào mua từ 3 chiếc thì tính cho bác giá tròn là 100.000. 3 cái là 100.000 nhá. 35.000 một chiếc và 3 cái là 100.000 kéo bếp vàng. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái gang tay thức ăn nhá. Gang tay thức ăn. Thì đây một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy, hàng về theo lô. Đấy, từ 70 đến 100 chiếc các nhá. Đấy, từ 70 đến 100 chiếc như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng nguyên sinh nhá. Đấy, bảo vệ thực phẩm thức ăn rất là tốt, các bác dùng là đồ ăn đồ uống rất là ok. Ngoài dùng cho đồ ăn thì các bác có thể dùng đa di năng, ví dụ như là mình dùng để bóp nộm, bóp niếc này, rồi các bác có thể dùng để mình làm các công việc làm vườn, dọn dẹp, vệ sinh cũng được. Đấy, đều ok hết. Đấy, nó số lượng nhiều như này thì các bác có thể dùng tất cả mọi công việc đều được. Đấy, nó có cái độ dai nhất định nhá, có độ dai nhất định các bác này. Đấy, cho nên là khi các bác dùng nó rất là đã đây các bác theo. Đây, đấy em kéo như này mà nó vẫn có những cái độ dai nhất định như này. Dùng nó rất là đã, tay to, tay nhỏ đều vừa hết nhá. Rất là ôm tay, dùng như thật luôn thì các bác có thể dùng để mình làm bếp này, dán nem này, hoặc là dùng cho các công việc đều được hết. Giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi, 25k cho một cái hộp găng tay thức ăn như này nhá. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn nhá. Giá sẽ là 25k, đó 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá. Đấy, con này thì rất đơn giản thôi, về nhà các bác đặt vào cái chậu rửa bát của nhà mình. Chậu rửa bát của nhà mình nhá. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đó, thì khi các bác đặt vào cái chậu rửa bát thì rác rửa các thứ nó rơi xuống đây và nó sẽ đọng ở cái này, là các bác chỉ cần hót đi. Đấy, nhấc ra là đổ vào là xong. Đấy, cái này thì nó sẽ là bằng lưới inox như này, rất là dày cho nên là rác giếc là cơm giếc nó không bị lọt xuống. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích và rất là tuyệt vời và cũng khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là lọc rác inox, giá thì chỉ có 15k thôi. Đó, lọc rác inox thôi nhá. Lên cho em là lọc rác inox này. Lọc rác inox giá của nó sẽ là 15k. 15k cho một cái lọc rác inox như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng thì đây nó sẽ là bao gồm là 5 cái khay inox như này. Đấy. Và mỗi khay thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 5 cái khay như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất là tiện ích. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Mỗi cái khay thì nó sẽ có một cái nắp như này. Đấy, mỗi khay có cái nắp như này các bác này. Đấy, giá thì chỉ có 60k cho một cái bộ 5 khay inox này thôi. 60.000 cho một bộ nhá, bao gồm cho các bác là 5 cái như này. Cái này thì các bác dùng rất là tiện, khay nào thì cũng có nắp hết nhá. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy, thì lên cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá, 5 khay inox siêu mỏng. Đấy,
khay nào cũng đều có nắp hết, và nắp của nó thì nó sẽ là bằng nhựa như này. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, để trong tủ lạnh, hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 60k. Đó, 5 khay inox siêu mỏng này. Đó, 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 60k. Đấy, cái này nó mỏng bình thường thôi, nhưng mà thôi em cứ phải nói trước là siêu mỏng như thế để cho các bác khỏi ý kiến. Giá sẽ là 60.000 thôi nhá, 60.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm cũng chuyên dùng trong nhà bếp, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là khay thanh cài dao nhá. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để mình cài dao này, rồi gọi là treo tạp dề, treo song, treo nồi đều ok hết. Cái bản chiều dài của nó vào khoảng là 45cm nhá, bản chiều dài khoảng 45cm, và giá thì chỉ có 90 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao nhá, thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái thanh cài dao như này, giá sẽ là 90.000. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình cài dao này, rồi treo song, treo nồi. Đấy, rất là ok. Đây, các bác dắt dao, dắt dĩa, các thứ vào đây cho em. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con thanh cài dao như này. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng, để mình cài dao, dắt dao rất là hợp lý thôi. Và giá cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Thanh cài dao, giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy chà gót chân nhá. Các bác lên cho em là máy chà gót chân. Thì đây nó sẽ là một con máy như này. Các bác có thể dùng để mình chà gót chân này, rồi mài các cái phần da thừa rất là tiện này các bác. Đấy, đây. Ví dụ như là da tay, da chân này, các cái phần da bị lâu ngày nó dày lên và nó thừa này, các bác đưa vào mình mài đi cho em. Đấy. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, mà có hai cấp độ nhá. Đấy. Các bác dùng để mài này, đấy. Các cái phần đầu ngón tay, ngón chân này, những cái phần da thừa này, đặc biệt là gót chân nhá, gót chân. Các bác chà đi cho em. Chà đi sau đó thì bên shop có bán kèm cả cái lọ cao ngựa luôn, thì các bác có thể bôi cao ngựa vào. Đấy, giờ để cho nó giúp cho cái gót chân của các bác nó mềm các bác, nó mềm và nó không bị khô nứt nẻ. Đây, các bác chuyên để chà gót chân. Lên cho em là máy chà gót chân nhá, máy chà gót chân này, máy chà gót này. Đấy, máy chà gót, giá của nó sẽ là 100k cho con máy chà gót như này. Và cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa nhé. Bên shop có bán kèm cao ngựa luôn, giá sẽ là 30.000. Đó. Hello chào bác nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại, điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy.
thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là mét 6 và mét 8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là Naven Shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji. Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có mét 6 và mét 8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món thôi nhá. Các bác lên cho em là chăn ga đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này. Chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá. Có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn. Đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh thôi nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây. Nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá. Một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy, hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok.
Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về cho các bác một cái mẫu rất là mới, đó là cái khăn trải bàn rất là đẹp các bác. Các bác xem video thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là bom hàng các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200k trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Các bác lên mã giúp cho em, đó là khăn trải bàn nhé. Con này thì chất liệu của nó sẽ là bên trên của nó sẽ là bằng một cái lớp dệt rất là đẹp luôn. Bên trên một cái lớp dệt rất là đẹp này. Bên dưới của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là vải. Nó giống như là một cái dạng là vải phủ ni lông, cho nên là nó chống được nước các bác nhé. Chống được nước nó rất là tốt. Đấy, bền đẹp chắc chắn. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu như này. Nó sẽ có cho các bác là một màu đỏ và một màu vàng. Đó. Và con này thì cái kích thước của nó sẽ là 90 x 1,5 m nhá, 90 x 1,5 m. Đấy thì nó sẽ có hai màu, màu đỏ và màu vàng đây. Đấy, hoa văn đều rất là đẹp và kích thước là 90 x 1,5 m thì các bác có thể sử dụng rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là bình dân nhá. Đấy, chỉ có 70.000 cho một cái khăn trải bàn như thôi các bác nhá. 70k cho một cái khăn trải bàn như này. Đấy, các bác lên cho em là khăn trải bàn nhá. Nó sẽ có cho các bác là hai màu. Đấy, một cái màu là màu vàng như này, một màu là màu vàng như này nhá. Đấy, một màu là màu vàng và một màu nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, một màu nó sẽ là màu đỏ này các bác này. Đấy. Hoa văn hoa lá của nó cũng rất là đẹp luôn. Và kích thước của nó thì nó sẽ là 70 nhá. 70 nhân với lại 90 x 1,5 m nhá. 90 x 1,5 m. Đó. Thì khi các bác gấp vào nó sẽ như này các bác này. Gấp đôi vào nó sẽ như này. Đấy. 90 x 1,5 m khá là đẹp và màu sắc thì màu hoa văn của nó rất là đẹp này. Đấy, bên trên của nó thì nó thuộc dạng như kiểu là nó dệt đấy. Đấy. In nhưng mà nó in đúng như là dệt luôn nhá. In nhưng mà đúng như là dệt luôn. Đó. Nó sẽ là thuộc dạng là vải bạt nhá. Vải bạt in các bạn. Đấy, cho nên nó rất là dai này. Đấy, nó là vải nhá. Nó là vải chứ không phải nó là túi bóng nhá. Đấy, nó là vải chứ không phải túi bóng, nên khi các bác dùng thì nó sẽ rất là bền. Đấy, thứ nhất là bền chắc chắn và thứ hai là nó chống nước được. Ví dụ các bác có thể đổ nước ra này mình lau đi nó rất là sạch. Đấy. Và bên shop về cho các bác thì nó sẽ có hai màu như này nhá. Hai màu. Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 90 nhân với lại 1,5 m nhá. 90 x 1,5 m và có hai màu thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Rất là đẹp, nhàn nhã và rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, 90 x 1,5 m thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Rồi ok. Hello các bác nha. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký. Đó thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký thì bên em bán theo cân nhá. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12, 13 chiếc nhá. Từ 7 đến 12, 13, 12, 13 chiếc. Tùy theo số lượng không nhá, tùy theo số lượng. Và tùy theo cái loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhé, trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây đây các bác này. Đấy, một cân của nó này, to nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhé, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác. Có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây những cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa xinh, vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế, có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy, rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là
Viết cân ký nhá, viết cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, lên cho em là viết cân này. Đấy, lên cho em là viết cân, giá của nó sẽ là 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là viết cân này. Viết cân. Đấy, giá sẽ là 110k trên 1 cân nhá. 110k trên 1 kg. Đó, trên 1 kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5 kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000, còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy, 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá. Nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi như này, và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bác này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này, rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS, giữ nhiệt tốt và rất là
bền chắc chắn cho bác luôn, màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc-cu nhá, hàng thương hiệu Cúc-cu, và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá, made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc-cu nhá, nồi của Cúc-cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày, và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc-cu này thì không có khay hấp nhá, và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp, nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quay sách quay đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bạn này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc-cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc-cu, giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc-cu lên cho em là nồi Cúc-cu nhá, nồi Cúc-cu này. Nồi Cúc-cu giá của nó sẽ là 495k nhá, 495k cho con nồi Cúc-cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi, thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Phát lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500, và nồi Cúc-cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá, 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các bác nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy, các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy, yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy, cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó, 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700, mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhé. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là... Chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhé. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong, còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok, rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhé, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó, nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhé, vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, nồi nào vung đấy thôi nhé, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhé, con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, đế 5 lớp rất dày dẫn chắc chắn luôn, các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy, chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó, con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá.
2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bạn này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này quay kiếc các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy, tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200.000 đấy, dưới kia. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em dưới 200.000 thì cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa các bác nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bóng 3 màu nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con bóng LED như này. Một con bóng LED như này và màu của nó sẽ là 3 màu. Giá bao nhiêu nhỉ? 30.000 ạ. Đấy, màu của nó sẽ là 3 màu như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Đấy, 30k cho một con bóng 3 màu như này. Đây em sẽ xoáy vào cho các bác xem này. Đó. Là nó sẽ có 3 màu thì các bác cứ bật đèn và đảo chế độ đi thì nó sẽ có màu khác nhau. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là một là màu trắng này, hai là màu vàng này, ba là màu trung tính này. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này, sáng trung tính nhá. Công suất của nó là 12W nhá. 12W cho một con bóng 3 màu như này. Đó. 12W trong con bóng 3 màu như này. Con này thì dùng thì rất là tiện ích luôn. Đấy, màu đỏ này, màu vàng này và màu trắng này. Đó, 3 màu như này. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Rất là tiện ích cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k trong quả bóng 3 màu.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3W nhá. Con này nó sẽ là một cái bóng đèn 3W thế này. Đấy, một cái bóng đèn 3W đây. Đấy, con này thì công suất của nó là 3W và giá thì chỉ có 10k trong quả bóng 3W này thôi. Đấy, bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10k trong một quả nhá. 10k trong quả bóng 3W thế này. Thì con này các bác có thể dùng để mình gọi là để ở cái khu vực nào mà thiếu ánh sáng này, cần phải sáng liên tục này, và các bác đi lại này, ban đêm nhất thì sử dụng con này cho em. 3W thì các bác để cả ngày nó cũng chỉ mất được khoảng là 500 tiền điện thôi, khoảng đến 1.000 là cùng thôi. Thì các bác sử dụng con này nó rất là tiện. Lên cho em là bóng 3W, giá sẽ là 10k nhé. 10k cho một quả bóng 3W thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá. Kéo cắt tôn thì con này của nó sẽ là 160.000 cho một kéo cắt tôn như này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng kéo tôn trợ lực và nó có cái độ nghiêng là 45 độ như này. Thì khi mà các bác cắt thì nó rất là tốt luôn. Đấy. Ở trong thì nó sẽ có cho các bác một cái con lò xo trợ lực, nó nằm ở bên trong. Trên khi các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng và nó nghiêng 45 độ như này, thì các bác hình dung đây là một cái miếng tôn. Nếu như các bác cắt cái kéo thẳng thì nó sẽ đâm thẳng vào tay như này, nhưng khi các bác cắt cái kéo nghiêng thì nó sẽ cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới như này và cắt rất là ngon luôn. Đó. Con này các bác có thể dùng cắt tôn dày 4-5 ly thoải mái luôn quá nhá. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Lên cho em là kéo tôn trợ lực hàng nội địa của Nhật nhá. Kéo tôn trợ lực này. Kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là 160 cành nhá. 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một con tô vít như này. Đấy, một cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít và một cái tay công và một tay nối dài nhá. Đấy, 30 đầu vít, một tay công, một tay nối dài như này. Và bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40 cành thôi. 40 cành. Đấy, 30 đầu vít to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt tròn khác nhau, thì về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó khá là tiện ích. Đây, lắp vào đầu này cho em này. Và con này các bác lắp vào đầu tay công như này thì con này các bác có thể là tăng giảm tùy theo nhá, tăng giảm tùy theo. Đấy, các bác có thể nâng lên hoặc là hạ xuống. Đấy, cho ngắn hẳn như này hoặc cho dài ra cũng rất là ok nhá. Và các bác có thể lắp vào đây này, lắp vào đây để mình xoáy này các bác này, rất là ngon lành luôn. Thì cái bộ vít như này giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi nhá. 40.000 một cái bộ vít như này. Đấy, thì đã bao gồm cho các bác combo là tay công, tay nối dài và 30 đầu vít luôn. Thì lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh này, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Có cả dây cà, dây sạc và dây quai đeo như này. Các bác có thể đeo vào cổ, đeo vào người hoặc là đeo vào cặp sách các thứ này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Đấy, thứ nhất là có lẫy để các bác có thể để này. Đấy, có nam châm hít này. Đấy, rồi có sẽ có cho các bác là chế độ sáng này. Chế độ sáng thì nó sẽ có sáng trắng này, sáng vàng này, rồi đèn đỏ cảnh báo các bác này. Đấy, rất nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và đây con này nó sẽ kèm cho các bác là một con bật lửa nhá. Các bác giữ lì như này này. Đấy, giữ lì này thì cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy. Còn khi các bác tắt thì các bác nhấp này, giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy, các bác theo, rất là tiện nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một con bật lửa như này. Đấy, khi tắt bật các bác giữ lì cho em. Giữ lì cho cái đèn lên là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác giữ lì là nó sẽ tắt nhá. Đó. Và rất là sáng luôn các bác, rất là sáng luôn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bật lửa cực kỳ là tiện ích cho các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bác này. Đó. Rất tiện luôn. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ tắt nhá. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy. Bật đèn thì các bác bật ở cái công tắc này cho em, hai cái công tắc, một cái đèn, một cái bật lửa này. Đó. Ánh sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này. Sáng trắng của nó thì rất là sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá, 100k. Lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm này. Đó. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đựng nguyên đai nguyên kiện trong cái hộp như này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và con này thì giá bên Nhật nó đang bán là tính theo tiền Việt mình khoảng là 2 triệu nhá. Khoảng 2 triệu cho một cái vòng trầm như này. Đấy, lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp đây. Nó sẽ có 108 hạt và nó sẽ có cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Con này thì bên Nhật nó đang bán khoảng là 2 triệu Việt Nam đồng mình các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là một cái con vòng bằng gỗ trầm tự nhiên, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Con này thì các bác có thể đeo vào cổ hoặc đeo vào tay tùy theo nhá. Đó. Và gỗ của nó thì nó sẽ là dòng gỗ trầm rất là thơm luôn. Đấy, gỗ trầm rất là thơm. Lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, giá thì sẽ là 50k thôi. Đấy. Vòng trầm điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp,
giá sẽ là 50k nhá, 50k trong chiếc như này, rất rẻ mạt các bạn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái tất để các bác sử dụng trong các cái mùa đông giá lạnh này các bác nhá. Đấy, mùa đông này các bác sử dụng tất là ok. Đó, và đây là nó sẽ là cái tất hộp bao gồm cho các bác là trong cái hộp như này và bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. Tất hộp 5 đôi. Giá thì sẽ là 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Một hộp này của nó bao gồm là 5 đôi nhá. Hộp này bao gồm là 5 đôi. Rất tiện ích luôn các bác. Đấy, rất tiện ích luôn. Một hộp này sẽ là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 trong hộp 5 đôi như này. Hàng thì của thương hiệu Nike này. Đấy, Nike đây. Đấy, hàng thương hiệu Nike. Đó, giá thì rất hợp lý rồi. Hàng co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi cực tốt và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, có màu đen và màu ghi nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp này. Đấy, tất hộp 5 nhá. Đấy. Tất hộp và nó sẽ là dòng 5 đôi thì lên cho em là tất hộp 5. Có màu đen màu ghi, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một hộp như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Các bác lên cho em là bộ dao. Bộ này là dao gì đây? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một bộ dao sói như này, 100k. Ở đây thì bỏ trong cái tờ giấy này. Ở đây thì bộ sẽ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 4 con dao. 4 dao, 1 kéo và 1 cái nạo. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan này, Asaka Japan. Hàng giấy để dọc. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan đấy, xé quyển sách ấy nha. Asaka Japan như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao này, 1 cái nạo và 1 cái kéo như này. Đấy thì con kéo này các bác cũng dùng để mình đây, đấy, các bác có thể dùng để mình cắt này. Đấy, cắt này, khui bia này, mở nắp chai đều được nhá. Đấy, một con kéo rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó, đầu tiên nó sẽ là một con kéo như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là một cái nạo này. Con này thì nó sẽ là một cái nạo đây. Các bác có thể dùng để nạo hoa quả này. Đấy, nạo khoai, nạo các mướp đều ok hết nhá. Một cái nạo này. Tiếp theo là sẽ là bốn con dao này. Thì nó sẽ có cho các bác đây. Hàng của Nhật này, Japan này. Đấy. Dao thì siêu bén các bác biết không? Đây. Đấy. Dao thì của nó không quá dày đâu nhá, nó vừa phải thôi. Nhưng mà đổi lại thì nó rất là bén các bác này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 em dao luôn. 4 em dao này tha hồ các bác sử dụng nhá. Đấy. Có con dao nhọn, có con dao thái bản to này. Đấy. Đều là dòng rất là bén luôn nhá. Đấy, dao nhọn có, dao thái bản to có. Đây. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đây con này. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết luôn. Đó. 4 con dao như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì lại rất là hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Combo cho các bác là 4 em dao như này. 4 em dao như này mà cái giá thì chỉ có cho các bác là một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao. 4 dao, 1 kéo và 1 nạo như này. Đây con dao con nữa này. Đấy, cũng rất là bén luôn các nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó, rất bén luôn. Combo cho các bác luôn. Đấy. 4 con dao, 1 cái nạo và 1 cái kéo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi, 100.000 cho bộ dao như này. Đấy. Lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k. Đó. Bộ dao sói này. Bộ dao sói, giá của nó sẽ là 100k cho một bộ như này nhá. 100.000 cho bộ dao sói như này thôi. Con này thì quá đẹp, quá tiện ích rồi. Hàng của Asaka của Nhật đấy các bác này. Đấy. Giá thì chỉ có 100 cành thôi, 100k. 100.000 mà được tới 6 món liền nhá. Tính ra mua vào chỉ mất có 10.000 món thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác dùng là mình cho dầu vào để mình sử dụng thôi. Đó, cho dầu vào sau đó thì mình bật lên. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng giả cổ nhá, hàng giả cổ của Nhật cực kỳ đẹp luôn. Đây nó sẽ bao gồm là một con đèn như này, về nhà các bác xoáy cái lẫy này ra này. Xoáy cái lẫy này ra sau đó thì mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt ấy, cho dầu đốt vào đây cho em. Đấy, xoáy lẫy ra cho dầu đốt vào đây nhá. Đấy, cho dầu đốt đây là mình sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp này, sơn màu đồng rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là cái bấc để các bác điều chỉnh bấc này, lẫy xoáy điều chỉnh bấc này. Đấy, và khi các bác cho đèn thì châm đèn thì các bác chỉ cần hơi nghiêng đi như này, sau đó thì mình châm vào cho em. Đó, sau đó thì mình lại bỏ ra. Con này thì các bác có thể dùng để treo này hoặc để trực tiếp trên nền đất này. Đấy, trên bàn này đều ok hết nhá. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá sẽ là 135.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy. Lên cho em là đèn dầu nhá. Đề co trang trí khá là đẹp luôn. Đó, lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu, giá của nó sẽ là 135k nhá. 135k cho con đèn dầu như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm. Đó là cái đũa các bác lên cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ, một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi như này. 5 đôi đũa sứ như này.
hàng thì siêu đẹp cho các bác luôn. Đó, chất liệu của nó thì bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác dùng đồ sành đồ sứ thì nó cực kỳ là an toàn đối với người sử dụng luôn. Thứ nhất là an toàn đối với người sử dụng này, thứ hai là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập nhá. Đấy, thì một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi, dùng để ăn cơm, ăn đồ ăn này, gắp đồ ăn rất là đẹp, sạch sẽ. Và giá thì chỉ có 60.000 cho một vỉ 5 đôi đũa sứ này thôi. Đấy, các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ, giá sẽ là 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đó, đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ, bao gồm là 5 đôi đũa như này, 5 đôi đũa, hàng siêu đẹp này các bác nhá. Đó, rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá.
đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhé. Đây. Con 5 lít đây. Hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhé, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân, dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này, đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây không này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển đến nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đây rồi em, Phạm Huấn lại quay trở lại để giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em 20.000 để ship nữa là hoa nỉ các bác nhé. Đấy, cộng thêm cho em 30.000 ship nữa, nhầm các bác nhé. Đó. Dưới 200 thì lưu ý cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 190.000 một chiếc. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai tông màu là màu đen và màu nâu nhá. Màu đen, màu nâu. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Và của nó là da bò tự nhiên cho nên là độ dài nó sẽ không như nhau đâu. Nó khác nhau đấy các bác nhá. Đó, đây. Hàng made in USA này, made in USA, hàng của Mỹ. Hàng này thì em bao cho các bác về các bác cứ dùng gọi là các bác cứ dùng máy lửa các bác đốt thoải mái cho em, test đốt thoải mái cho em nhé. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhé. Đấy, mặt của nó thì là hàng đúc liền như này. Mặt tráng gương, hàng đúc liền cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Hàng mặt tráng gương đúc liền như này rất đẹp các bác. Đó, và sử dụng của nó sẽ là sử dụng hình thức là con lăn nhá. Con lăn thì các bác dùng nó rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần lăn vào là nó sẽ khít này, lăn vào nó sẽ khít như này. Đấy, đây, made in USA nhá. Made in USA, hàng của Mỹ. Cầm cho anh cái ví đây nào. Đó. Made in USA, hàng của Mỹ. Cầm anh cái ví đây. Giá sẽ là 180.000 nhá. 190.000 một chiếc như này. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Thắt lưng da bò Mỹ, hàng chuẩn da bò xịn 100% luôn. Con này các bác có thể dùng đốt thoải mái luôn nhá. Bao cho các bác về các bác test bật máy lửa đốt thoải mái cho em. Hàng cực kỳ ok cho các bác luôn. Đấy, 190.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp em đó là thắt lưng da bò Mỹ này. Thắt lưng da bò Mỹ. Giá sẽ là 190k một chiếc nhá. Ngoài ra thì có hai màu, màu đen và màu nâu. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Màu đen, màu nâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá. Ví da bò. Hàng cũng rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Và nó cũng có cho các bác là hai màu, một màu đen và màu nâu như này. Đấy, cũng đều là hàng của Mỹ đây. Made in USA này. Đó, hàng của Mỹ. Hàng này thì các bác biết rồi. Đấy, rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn. Chất da của nó khỏi bàn luôn. Đấy, về nhà các bác test thoải mái luôn, cào cấu rồi nói chung là đốt điếc thoải mái cho em. Đó. Nó sẽ bao gồm là một ngăn thường và một ngăn khóa này. Hai ngăn thường, một ngăn khóa và rất là nhiều các cái ngăn khác để các bác có thể để giấy tờ. Đấy, rất là ok luôn. Để thẻ, để giấy tờ rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 120k. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò này.
ví da bò, giá sẽ là 120k nhé. Nếu các bác nào lấy combo cả ví thì sẽ là 300k bao ship, các bác bớt được 10.000 và bao ship. Combo ví cộng với lại thắt lưng giá sẽ là 300.000 và bao ship. Còn mua lẻ thì thắt lưng sẽ là 190 và ví sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái túi thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu túi vuông hai màu là một màu xanh và màu nâu như này. Màu xanh và màu nâu nhá, màu nâu xám như này. Đó, đây là màu xanh này các bác này. Đấy, màu xanh. Con này thì cũng là 100% là da bò tự nhiên và hàng của nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, có quai đeo cho các bác đàng hoàng, quai đeo nhá. Tất cả các cái phần tai này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết. Nói chung là con này các bác dùng thì miễn chê rồi. Độ đẹp nhất của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó. Kể cả những cái quai này của nó cũng đều máy bằng da hết nhá. Quai này cũng đều máy bằng da hết này. Đấy, chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy, đây. Đấy, da bò cắt tự nhiên các bác này. Đấy. Có những cái phần nó hơi bị khuyết nhẹ này, các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Hàng da tự nhiên thì các bác phải thông cảm đây. Đấy, chất liệu của nó là 100% là sợi da bò tự nhiên rất là đẹp như này. Đó, và đây thì ngăn to bên trong của nó sẽ có là một ngăn thường và một ngăn khóa này. Một ngăn thường, ngăn khóa. Bên ngoài thì mặt đằng trước này là hai ngăn này, đằng sau này một ngăn phụ nữa này. Đó, và khi các bác giở ra thì nó cũng khá là rộng luôn. Bản của nó thì phình hết ra nó vào khoảng là 10 phân, rất là rộng. Chiều rộng là 20 và chiều cao này là 25 nhá. Có quai đeo như này các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi làm. Mình đựng đồ đựng đoàn rất là ok. Con này các bác lên mã giúp cho em là túi vuông nhá. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, lên cho em là túi vuông này. Đó, túi vuông, giá của nó sẽ là 180k nhá. Túi vuông da bò. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn. Tét tiếc đốt thoải mái chứ em, khỏi phải bàn. Đấy, cứ bật lửa lên đốt thoải mái. Tránh đốt vào các phần khóa này và các cái phần chỉ may là được. Còn lại các bác cứ đốt trực tiếp lên phần da này chứ em. Đấy, bao đốt thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác là dòng sản phẩm đó là cái ví xanh này. Con này. Đấy, lên cho em là ví xanh thì đây nó sẽ là một con ví như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác có thể mình sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Đấy thì các bác có thể dùng để cắt móng tay móng chân, tỉa móng tay móng chân, nặn mụn tẩy da chết rồi, nói chung là nạo móng chân. Đấy, đây, combo cho các bác cả một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này, một cái bấm trẻ em, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe này, bấm lạch này để bấm khóe này, rồi một cái bấm to này kéo cắt tỉa lông mũi này, nặn mụn tẩy da chết các kiểu, con là điểu luôn. Giá sẽ là 100k cho cái ví xanh như này, 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k. Đó, các bác lên cho em là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh như này. 100.000 một chiếc nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thước móc khóa nhá. Đấy, một cái thước rút như này và các bác dùng để mình treo vào móc khóa. Chiều dài của nó là 2m, bản của nó sẽ là 60 ly nhá. Đấy, bản của nó sẽ là 6 ly. Đấy, chiều rộng của nó 6 ly. Nó sẽ là một cái dòng thước có thể quấn tròn vào được như này các bác này. Đấy, và bỏ ra nó sẽ rút vào luôn. Thì các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa, rất là đẹp và tiện ích. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, 2m nhân với 60 ly nhá, hàng của Nhật nhá. Các bác có thể dùng để mình treo móc khóa để mình trang trí này, decor này. Hoặc là bác nào chuyên làm thợ làm nghề mà cần phải đo nhanh, thao tác nhanh, có thước đây rút ra luôn, kiểm tra luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên tem là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là thước móc khóa, giá thì chỉ có 50k thôi, 50k nhá. Lên cho em đó là thước móc khóa này. Đó. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho thước móc khóa như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa 24, kéo tỉa 24 hoặc tỉa 25 cũng vậy thôi. Đấy, có lô thì nó về 24 cm, có lô thì 25 cm. Hàng made in Japan nhá, made in Japan như này. Đó, đây. Kéo tỉa 24 nhá, made in Japan như này. Giá thì chỉ có 60 cành cho một con kéo tỉa này thôi. 60k một chiếc nhá, 60k một chiếc như này. Con này các bác có thể dùng tỉa cây, cắt cành, tỉa cành, tỉa dăm rất là ok nhá. Lên cho em là kéo tỉa 24, giá sẽ là 60 cành. Đó. Kéo tỉa 24 này, đó. Kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Quá rẻ luôn các bác. Chỉ có 60.000 cho một con kéo như này. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan, hàng của Nhật này. Cán của nó là bằng thép này. Đấy, lò xo chữ V kép luôn, lò xo kép này. Dùng rất là ngon, bác nào làm thợ cây cảnh, dùng để tỉa cây, tỉa cành con này thì rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Tiếp theo thì em cũng về cho các bác ngoài dòng kìm chết của Mỹ này. Hàng có thương hiệu Corotman của Mỹ nhá. Hàng này thì hàng bãi chưa qua sử dụng. Đấy, bên em thanh lý được trong cái hệ thống siêu thị. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Hàng thương hiệu Corotman của Mỹ này. Đấy, Corotman USA nhá, hàng của Mỹ. Đấy, đây.
dùng để các bác dùng để kẹp các thứ rất là ok luôn, làm thợ làm nghề con này. Chất thép của nó là thép CRV này, thép CRV cao cấp luôn các bác nhá, thép CRV cao cấp, hàng cực chất cho các bác luôn. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ, giá thì chỉ có 100 cành thôi, giá rất rẻ các bạn. Đó. Kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100k nhá, 100k. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ này, Crossman. Đó, Crossman của Mỹ. Đấy, con này các bác dùng để kìm kẹp các thứ rất là ok luôn. Đấy, tay riếc của nó đây, rất là ngon lành. Giá chỉ 100k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là túi nam. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác một con túi nam như này. Con này các bác dùng để mình gọi là đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều được. Hàng thì nó sẽ là hàng quân đội của Nhật nhá, hàng chống nước cho các bác luôn. Hàng chống nước nhá. Đấy, đằng trước này cũng có hai ngăn này, một ngăn nhỏ, một ngăn nhỡ này. Đấy, đằng sau này một ngăn này, nó cũng giống như con túi vuông kia. Đấy, và con này kích thước của nó cũng là 20-25 giống y như con kia. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này. Đó. Con này thì giá chỉ có 110.000 thôi, 110.000 cho một con túi nam như này. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng và dòng túi chống nước nhá. Và con này thì cái độ mở của nó là cũng vào khoảng 10 cm nhá. Độ mở của nó lên như này. Thì các bác có thể để máy tính bảng, iPad, iPiec, nói chung là cũng rất là đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp, xịn sò và chất lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho một con túi nam như này thôi. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật nhá. Hàng quân đội của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì thực sự là gửi tới các bác cái giá này cũng rất là tốt rồi. Các bác cũng không đi đâu mua được một con túi chất lượng như này mà giá chỉ có 110.000 thôi. Con này nếu các bác mua ở trong các cái hệ thống siêu thị hoặc là mua bên ngoài nó phải tầm khoảng 250 nhá. Lên cho em là túi nam này. Đấy, túi nam. Giá sẽ là 110k một chiếc nhá, 110.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân này. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng nhá. Đấy, 50 miếng như này. Thì các bác về các bác dùng để mình dán thải độc chân rất là tốt luôn. Đấy, miếng dán của nó thì sẽ là bằng ngải cứu và rất là nhiều các vị thuốc khác nhau nữa, giúp cho các bác thải độc gan bàn chân, giúp giảm đau nhức nhá. Và một hộp này của nó là 50 miếng. Lên cho em là thải độc chân, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Thải độc chân này. Thải độc chân, giá sẽ là 40k một hộp như này nhá. 40.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 50 miếng. Các bác về các bác dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. Đó, cực kỳ tiện ích luôn. Lên cho em là thải độc chân, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo rang nhá. Thì có hai mẫu đây. Con này thì các bác lên cho em là chảo 13, đường kính của nó là 13 cm. Thì các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là chảo 13 nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Chảo 13 này. Chảo 13, giá của nó, đường kính của nó là 13 cm luôn, cho nên lên là chảo 13, giá sẽ là 80k. Đấy, con này bằng gang thì các bác có thể dùng để mình nướng thịt này, hoặc là các bác có thể dùng để chiên rán hoặc nướng đồ ăn riếc đều được hết. Đấy, thì nó bằng gang, nó rất là dày luôn. Đó. Và đường kính của nó là 13 cm nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu to đây. Cái mẫu to này thì cái đường kính của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Mẫu này là 26 cm nhá. Mẫu này là 26 cm. Đây, hàng của nội địa của Nhật này, tem mác các thứ đàng hoàng. Đấy, có quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em này. Sau đó thì mình lắp cái này vào và mình xoáy cái quai này vào cho em là xong. Đó. Cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, xoáy cái quai này vào đây. Cái quai này của nó thì nó sẽ là bằng gỗ và chống nóng rất là tốt nhá. Quai kiếc rất là ngon lành cho bác luôn này. Đấy, con này thì nó vào nặng khoảng 1 cân mấy đấy. Khoảng cân mấy các bác nhá. Đường kính của nó là 26 cm. Thì các bác lên cho em là chảo gang 26 nhá. Chảo gang 26 giá sẽ là 170.000. Đó. Lên cho em là chảo gang 26 này. Chảo gang 26 nhá. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con chảo gang 26 như này. Nguyên chiều dày của nó thì vào khoảng là 4 đến 5 ly nhá. Dày nửa phân các bạn, rất là dày luôn. Cân nặng của nó thì khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6 nhá. Nặng khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 170.000 cho một con chảo gang như này thôi. Đường kính của nó sẽ là 26 cm. Thì con này các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết này, ăn bò bít tết này, hoặc là các bác có thể dùng để mình rang cơm, hoặc là dùng để chiên xào nấu đều đồ ok hết nhá. Đó, để các bác dùng ăn những cái đồ chiên đồ riếc ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, nó sẽ là một con vòi sen như này, một con vòi sen như này, và có kèm thêm cho các bác là cả dây luôn. Đây. Đấy, cả dây, cả đầu vòi xịt như này nhá. Cả dây, cả đầu vòi xịt như này, các bác về các bác lắp vào cho em này. Đấy.
cả dây đầu vò xịt như này các bác này. Đấy. Và một cái đầu sen giúp cho các bác khi tắm thì nó massage rất là tốt này, có tăng giảm áp lực nước này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá, có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm này. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá. Giá thì siêu hạt rẻ các bác luôn. Một cái bộ sen như này bao gồm cho các bác là cả sen này. Đấy, có điều chỉnh các cái chế độ đây này. Đấy, và có cho các bác là tăng áp này, rồi để dùng để massage lúc mình tắm rất là tốt luôn, kỳ cọ massage luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá, sen cao su. Đấy, đợt này hàng về cho bác giá siêu tốt luôn. Trước em đang bán là 140.000 đấy, đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Giá chỉ có cho các bác là một bộ như này, giá thì chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su, giá sẽ là 90.000, giá cực tốt cho bác luôn. Hàng nội địa của Nhật cực cao cấp nhá. Rồi ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Muji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180.000 và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180.000 hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180.000. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy, hàng của thương hiệu Muji made in Japan nhá. Đấy, Muji made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy, chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi, 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này.
Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Thì các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga các nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu chà neo nhá, màu chà neo. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác cái mã hàng bên em nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Rất là hoan hỉ các bác nhá. Đó, giá cả hợp lý và bán cho các bác cũng chương trình rất là tốt luôn. Chỉ có từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy xay khô nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng máy cực kỳ là hiện đại luôn. Đó, các bác có thể dùng để xay ngũ cốc này, xay các loại hạt, xay cà phê, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và con này các bác chỉ dùng khô được thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đó, đây, cái hàng sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, sử dụng điện 220V thì công suất của nó là 250W, dòng 50Hz, các bác có thể dùng để xay các loại hạt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy xay khô, giá sẽ là 120.000. Máy xay khô này. Giá sẽ là 120k một chiếc nhá. 120.000 cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì con này thì cái công tắc đóng ngắt nó sẽ ở đây này. Đấy, các bác đậy nắp vào, sau đó thì mình nhấp vào đây là máy sẽ chạy này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này. Đấy, American. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ly như này, một cái ly như này. Bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện này, bên trong inox 304. Dung tích của nó sẽ là 600ml. Một ngày các bác cứ uống cho em khoảng từ 3 đến 4 ly này là xong. Đây, 600ml các bác này.
Một ngày thì các bác cứ uống cho em khoảng 3 đến 4 ly này là ok. Ở đây thì nó sẽ có nắp có giòn nhá, nắp có giòn và có nắp đậy như này. Các bác có thể mang đi học đi làm cũng đều ok hết. Hoặc nếu bình thường nếu các bác không muốn dùng cái phần nắp này thì các bác mở ra mình làm một cái cốc uống trực tiếp như này, và nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút bằng inox rất là vệ sinh sạch sẽ nhá. Đấy, lên cho em là ly giữ nhiệt giá sẽ là 70 à. Các lên cho em là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một cái ly giữ nhiệt như này, 70.000 cho một cái ly giữ nhiệt như này các bác nhá. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Một con ly giữ nhiệt đẹp, chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Tiếp theo thì bên shop lên cho các bác cái bảng tự xóa nhá. Có lên theo là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một cái bảng như này. Đấy, và kèm cho các bác một cái bút như này luôn, một cái bút như này. Đó, về nhà thì các bác mở cho em cái phần khóa bên này ra. Đây nó sẽ có cái lấy khóa, các bác mở cái khóa này ra cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể tha hồ viết lách cho trẻ em, viết lách tô vẽ đầy đủ các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, không dùng nữa thì mình lại ấn cái nút xóa này sẽ xóa đi này. Các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá, shop Phạm Huấn là hàng Nhật bãi này. Đó. Cái này thì các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô giá của nó sẽ là 50k cho một con bảng tô như này thôi. 50.000 cho một con bảng tô như này, rất tiện luôn. Đó, các bác có thể sử dụng để mình cho các em nó tô vẽ này, hoặc các bác làm bên kỹ sư này, bên thiết kế này. Đấy, các bác có thể là và vạch các cái ý tưởng ở đây, sau đó thì mình không dùng nữa mình lại xóa đi, nó cũng rất là tiện ích. Lên mã giúp cho em là bảng tô nhá, giá sẽ là 50k cho cái bảng tô như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Đấy, nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này. Lên mã cho em là ấm mặt trời, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay gấp như này này. Đấy, một cái hũ đựng trà này, một hũ đựng trà như này nhá. Tiếp theo là một cái chuyên này, con chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này nhé, không quá to không quá nhỏ các bác, pha trà thì từ 3 5 người uống cũng ok. Đó, và nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này, 6 cái chén nhá. Đất thì nó sẽ là dòng đất nung của Nhật nhá. Đấy, một cái khay như này, một khay bằng nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng tre này. Đấy, khay bằng tre này để các bác úp cốc úp chén lên này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Và một cái hũ pha chè như này, kèm một cái khay gấp như này. Đó, chọn bộ sản phẩm như này bao gồm cho các bác là 6 chén này, một hũ đựng chè này. Hũ này các bác pha vào cái chuyên này thì được khoảng 4-5 chuyên nhá. Đó. Thì các bác hết các bác lại cho vào cho em. Và thêm cho các bác là một cái khăn như này nữa, một khăn lau như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Và đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời giá của nó sẽ là 140.000, ấm mặt trời này. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có hơn 100 cành cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, rất là đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá, đèn học chống cận. Nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng pin nhá, có sẵn pin bên trong rồi, và có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, có kèm cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm sạc vào, và có một cái hộp bút đây, có hộp bút thì về nhà các bác đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em. Đấy, hộp bút này thì nó vừa đặt vào đây, nó vừa là giữ cho cái này nó vừa chắc chắn này, và nó cũng là để các bác đựng bút sách luôn. Đấy, cho bút vào đây cho em, rất là tiện này. Bật lên này các bác này. Đấy, có cái công tắc ở đằng sau đây. Đấy, các bác chỉ cần là nhấn lên này cho em là xong. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận nhá. Con này nó hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là ok thôi. Đó, con này nó để lâu nó hết pin các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, thì combo sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả cáp sạc luôn. Đây, để em thử công tắc xem. Cả đèn cả cáp sạc luôn nhá. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành cho một cái đèn này thôi. Đây. Đấy các bác này. Đấy. Cái này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó sẽ hết pin, thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, đây các bác này. Đấy, cũng khá là sáng luôn. Có ánh sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đó. Đây. Đấy, sáng mạnh sáng yếu đầy đủ cho các bác luôn. Và nó có nút cảm biến đây, các bác chỉ cần chạm tay này nó sẽ lên này. Đấy, rất là hiện đại và tiện ích nhá. Đấy. Thì con này công suất của nó là 10W nhá. Công suất của nó là 10W và giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, con này công suất là 10W. Các bác có thể dùng để làm đèn học này, đèn ngủ này. Đấy, hoặc là decor trang trí cũng rất là ok, nói chung là cho vào đâu cũng được, cũng rất là hợp lý thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là cho con này ra cắm sạc. Giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn học nhá, đèn học này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy, 100.000 thôi. Công suất của nó là đây. Đấy. 10W này, sử dụng điện của nó là cắm sạc nhá, cắm sạc rất là ok luôn. Giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
con dao thái lỗ nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một con dòng dao thái như này, và nó sẽ có cho các bác là một cái lỗ đây các bác này. Đấy, lỗ này để các bác treo. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy, giá của nó sẽ là 120. Con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? Đây, dao thì rất là bén luôn con này. Đấy, dao rất là bén luôn con nhá. Đấy, con này thì con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? 125.000 con nhá, 125.000. Dao thì siêu bén luôn các bạn. Đây, rất bén luôn con này. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn. Hàng của Nhật đây, made in Japan con nhá. Đó. Con này thì các bác dùng thái và băm nhẹ, băm thịt, băm thiếc, băm thịt nạc, băm nhẹ rất là ok. Đó, nó nặng khoảng 2 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, cán liền thân như này. Dao thì phải nói là rất là bén rồi con này. Đấy, rất là bén rồi. Đó, giá sẽ là 125k cho con dao thái lỗ như này. Đấy, lên mã giúp cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ, giá sẽ là 125.000. Đấy, dao thái lỗ này. Dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k nhá. 125k cho con dao thái lỗ như này. Con này thì khá là vừa xinh và tiện ích cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn là mini nhá. Bàn là mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này. Đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Đấy, con này thì có điều chỉnh tăng giảm áp này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi như này. Một cái tay cầm thì nó để đựng nước vào đây luôn. Các bác cho nước vào đây cho em. Đấy, cái đầu này để các bác tháo ra này, cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, và khi sử dụng thì các bác nhấp cái lẫy này là nước nó sẽ xịt ra đây này. Đấy, mâm của nó là mâm gang khá dày dẫn luôn. Và độ nóng rất là nhanh và có điều chỉnh luôn. Và có thể cho xuống như này. Cho xuống như này thì các bác có thể gấp gọn để mình mang đi du lịch, đi công tác cũng rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135.000. Đó, bàn là mini này, bàn là hơi nước nhá, hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước mini các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái cặp lồng tròn nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cặp lồng tròn. Thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một con cặp lồng như này và có 2 tầng nhá, có 2 tầng. Đấy, thì mỗi tầng của nó sẽ là một cái bát luôn, một cái bát như này. Đấy, khi tháo rời nó sẽ là một cái bát như này. Nó sẽ là bằng một con bát inox cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok, hoặc mang đồ ăn đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, khi các bác cho vào thì mình chỉ cần trồng cái này, sau đó thì sập lẫy vào trên là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Và trên này thì nó có giong luôn nhá. Các bác có thể đựng canh, đựng riêu thoải mái. Đấy, bên dưới thì mình đựng cơm, đựng thực phẩm, thức ăn. Bên trên thì mình đựng canh. Và đây nó sẽ có cái nắp để mình xả hơi này. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Cặp lồng tròn. Đấy, cặp lồng tròn giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45k cái cặp lồng tròn như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình mang cơm đi học, đi chơi, đi làm, hoặc là các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Để bỏ tủ lạnh mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, hàng bằng inox 304. Giá thì chỉ có 45k cái cặp lồng tròn như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bình tưới cây nhá. Bình tưới cây thì các bác lên xem là hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây thì nó sẽ là một con hồ lô như này. Các bác dùng để mình tưới cây. Thì bên em còn một ít cái dòng của Việt Nam, Hàn Quốc nữa. Dòng Việt Nam, Hàn Quốc này thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 80.000 thôi. 80.000 cho con Việt Nam, Hàn Quốc như này. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đấy, con hàng của Nhật này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hai hàng thì đều như nhau nhưng một hàng là liên danh. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng liên danh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy, thì con này giá sẽ là 80.000, bán thanh lý nốt cho các bác, xả lỗ luôn. Còn con này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Đấy, tất cả đều là có điều chỉnh full này, rồi có cả van xả hơi này, van xả hơi rồi có lẫy khóa này. Đấy, nói chung là rất là ngon lành luôn. Lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. Cái con của Việt Nam này thì thanh lý nốt cho bác giá 80k một chiếc. Còn con của Hàn Quốc này thì bên shop cũng vẫn đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hồ lô tưới cây. Đó, hồ lô tưới cây. Lên cho em là hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Đấy, con của Nhật là 120k nhá. Còn con của Hàn Quốc là thanh lý nốt cho bác với giá là 80.000. Đó. Thì em chỉ còn 3-4 con của Việt Nam này thôi, thanh lý nốt cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, nó sẽ là một con tô vít đen như này. Đấy, và kèm cho các bác là một con tô vít này và 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. 6 cây vít 12 đầu khác nhau. Các bác chỉ cần lắp vào này cho là xong này. Đấy. Thì các bác dùng để xoáy này. Xoáy trợ lực rất là tốt luôn. Đó, xoáy để trợ lực rất là tốt nhá.
và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá, vít đen trợ lực, một con tua vít đen trợ lực như này, giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy thì các bác sẽ có cho các bác là 12 đầu vít nhá, 6 cây nhưng mà mỗi cây nó là một đầu, cho nên là các bác có hẳn là 12 đầu vít nhá, 12 đầu vít kèm thêm cho các bác là các cái đầu để các bác xoáy các cái chi tiết khó cũng rất là ok luôn. Đấy, 12 đầu vít như này. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực này, đó. Vít đen trợ lực, vít đen trợ lực, giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá. Pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đấy. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi. Cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi. Một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong này. Đó, nó sẽ có cái lẫy này. Các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này. Các bác đẩy xuống như này. Đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó, sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đó. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đó. Thì rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé. Cho nó khỏi gấp nhé. Cho nó khỏe này. Đấy. Thì rửa xe các bác này. Thì rửa xe khá là ok luôn. Đấy. Đó. Thì rửa xe này.
của xe. Đấy, rất là mạnh nhá, áp lực nước có khá là tốt như các bạn. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bạn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để qua tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bạn. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bạn. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp chị em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu. Thì đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng cho các bác luôn, một con đèn siêu sáng như này và giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. 260.000 cho một con đèn hai đầu như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán giúp chị em 260 cành cho một con đèn hai đầu siêu sáng như này, có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Con này thì bên ngoài của nó thì có bọc cao su non chống va đập, chống vỡ cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con đèn pha gần như này các bác này. Đây con này nó sẽ là pha gần này. Đấy, tiếp theo là đèn đỏ SOS cảnh báo này. Và phía đầu bên này thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn cực kỳ là pha rất là sáng luôn các bác này. Đấy. Thì điểm sáng của nó thì thôi rồi luôn. Con này thì hàng của Nhật và nó sẽ có một con đèn bên hông như này nữa. Và cái điểm rọi xa của nó là từ 800 đến 1200 m, hàng made in Japan. Đây, đấy. Made in Japan, Colit này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Quai cầm như này, rất chất lượng nhá. Đấy, Colit made in Japan, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì giá sẽ là 260.000. Cầm anh cho cái đèn đèn pin cảnh sát Nhật đây. 260.000 nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn hai đầu như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc khá là chắc chắn và dài luôn. Và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Có chân sạc ra cho điện thoại luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu này, giá của nó sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một mẫu đèn pin, đó là đèn pin, các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật cũng có kèm cho các bác một cáp sạc như này. Đây, hàng Polis này, made in Japan này. Con này thì các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Con này thì khá là nhiều chức năng cho bác luôn. Đó đây, đèn của nó thì cũng pha rất là rọi và sáng nhá, rất rọi và sáng cho bác luôn. Đấy, rất rọi và sáng này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là đèn pha rọi này, nhấp nháy cảnh báo này. Tiếp theo là các bác nhấp lì cho em thì nó sẽ lên cái đèn trắng này. Đấy, tiếp theo là nhấp lì thì sẽ lên đèn đỏ cảnh báo này. Đó, rất là tiện ích nhá. Đằng sau thì có la bàn này và có thêm cho các bác là còi hú này. Đấy, la bàn còi hú này, có chức năng là phá kính này. Đấy, nam châm hít này. Rồi cắt dây này, rồi có cả chức năng là sạc ra cho điện thoại luôn. Đầy đủ các chức năng cho con đèn như này. Và có cả pin năng lượng mặt trời không nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Pha của nó thì khá là rọi như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật, giá sẽ là 180 cành. 180 cành cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Con này thì khá là nhiều chức năng và cũng cái giá thì cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đèn pin cảnh sát Nhật nhá, cảnh sát Nhật này. Giá của nó sẽ là 180k nhá.
180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia bộ ba nước hoa nhá. Các bác lên cho em là bộ ba nước hoa. Đấy, con này thì nó sẽ là bộ ba lọ nước hoa như này. Thì dòng này của nó thì các bác sử dụng là nam nữ đều dùng được hết các bác nhá. Tại vì là mùi hương của nó là trung tính. Mùi hương trung tính nhẹ nhàng, cho nên là các bác dùng cho nam cũng được, dùng cho nữ cũng được, đều ok hết. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, combo cho các bác là một hộp bao gồm cho các bác là 3 lọ như này. Đấy, mỗi lọ này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml, mùi hương nhẹ nhàng nam tính cực kỳ. Đấy, trung tính. Nam nữ đều dùng được cả, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà các bác nhá. Đó, 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang bán là 150k. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 140.000 thôi nhá. 140.000 cho một hộp 3 lọ như này nhá. Đấy, một hộp 3 lọ nước hoa như này, giá chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ 3 nước hoa nhá. Bộ 3 nước hoa. Đấy, bộ 3 nước hoa này. Đấy, bộ 3 nước hoa. Giá sẽ là 140 cành nhá. 140 cành cho 3 lọ nước hoa như này. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. 3 lọ nước hoa 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này. Các bác lên trên là hộp mũi khoan đỏ. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan nhá. Thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý, chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Các bác có thể mua về để mình làm thợ làm nghề. Đấy, chuyên về sửa chữa các thứ cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ, hàng thương hiệu Unica Japan con này. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ này. Khoan đỏ giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại, hàng của thương hiệu Matika, hàng thương hiệu Matika. Con này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật. Dòng này của nó thì sử dụng điện 220V. Đấy. Bên em thì sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Đấy. Đấy, hàng thương hiệu Matika này, công suất của nó sẽ là 2000W, sử dụng điện 220V. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và mặt kính của nó sẽ là dạng là mặt kính hồng ngoại như này. Đấy, các bác dùng để mình đun các cái loại xoong nồi đều hợp hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy, nướng niếc ngon lành. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Bếp hồng ngoại này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Giá sẽ là 500k. Đó. Giá của nó sẽ là 500k cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại này thôi. Con này các bác dùng để đun nấu cực kỳ là ok luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là phủ một cái lớp sơn tĩnh điện như này. Đấy, cán tay cầm bằng nhôm này. Đó, và khá là chắc chắn luôn. Đó, rất hợp lý. Giá thì chỉ có 500.000 thôi. Bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái con máy xay hàng của thương hiệu Sato nhá. Đấy, hàng này của nó cũng là hàng liên doanh Việt Nhật. Con này thì hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Hàng liên doanh Việt Nhật cho các bác. Dòng máy xay này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng thương hiệu Sato nhá. Máy xay sinh tố đa năng này. Đấy, xuất xứ thì của Việt Nam. Hàng liên doanh Việt Nhật. Khối lượng nặng là 2,1kg. Điện áp là 220V. Công suất là 530W. Đấy, công ty điện tử Việt Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ ngon luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là hai cấp độ xoay như này. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe, đầm và êm ái luôn. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là ba cối luôn. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay dạng như là xay ruốc, xay riếc đấy. Đấy. Tiếp theo là một cái cối để các bác xay sinh tố này. Đấy, con này thì cái cối to này để xay sinh tố, xay cua đều được hết nhá. Và có cho các bác một cái cối nhỡ như này. Cái cối nhỡ này thì các bác dùng để xay cà phê này, xay các loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều được hết nhá. Đấy, có cho các bác là một bộ ba cối luôn. Và cái chân cối này của nó này, đấy, rất là chắc chắn luôn các nhá. Đấy, chân cối rất chắc chắn như này. Đấy, combo cho các bác
một con máy xay sinh tố với 3 chức năng như này nhá, 3 chức năng như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá. Bao nhiêu nhỉ? Đây, đây là cái lẫy xoáy của nó này. Đấy, lẫy xoáy của nó rất là chặt luôn các bác nhá. Lẫy xoáy rất là chặt luôn các bác. Lên cho em là máy xay sinh tố, giá sẽ là 650.000. Lỗi bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em đó là máy xay sinh tố, giá sẽ là 650.000 nhá. Đấy. Máy xay sinh tố này. Máy xay sinh tố giá của nó sẽ là 650.000 cho con máy xay sinh tố như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, nó sẽ là một con đầu như này. Các bác dùng để mình chuyển từ cái khoan pin hoặc là khoan cầm tay điện sang các bác dùng chức năng cưa thì nó có kèm cho các bác là ba cái lưỡi như này nhá. Ba cái lưỡi như này. Đấy. Thì nó có lưỡi cưa gỗ và cưa sắt, cưa ống nước đều được hết nhá. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa giá sẽ là 80k cho cái đầu chuyển cưa như này, 80.000. Đây các bạn này. Thành một máy cưa đa năng, việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọng sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọng riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọng là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọng sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc. Vì bạn không cần phải mua một máy lọng riêng biệt, nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, rất hợp lý luôn, giá chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia đá vĩnh cửu nhá. Đấy thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. 6 viên đá như này. Đấy, một hộp sẽ là 6 viên như này. Và nó sẽ là dòng đá vĩnh cửu các bác sử dụng được rất là lâu dài. Về nhà các bác vệ sinh sạch sẽ cho em, sau đó thì mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh, ngăn đá tủ lạnh. Khi nào mình cần dùng thì mình lại gắp ra như này. Đấy, gắp ra như này. Các bác cho vào cốc bia, cốc nước lọc rồi mình sử dụng, uống trực tiếp, sau đó thì mình lại vệ sinh đi mình lại bỏ vào. Đấy, giá thì chỉ có 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này thôi. Lên cho em là đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70k nhá. Đá vĩnh cửu hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đó. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp bao gồm là 6 viên. Mình về mình bỏ luôn vào ngăn đông tủ lạnh mình dùng trực tiếp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia cọ vịt nhá. Đấy. Các bác lên cho em là cọ vịt đa năng. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng rất là ok. Đấy thì đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là một cái bộ phụ kiện như này. Về nhà các bác chỉ cần là dán cái miếng dán lên tường, sau đó thì mình treo lên và lắp cái đầu chổi này vào cho em là xong. Đấy, rất hợp lý luôn. Đây thì giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 cho cái cọ vịt như này thôi. Lên đã giúp cho em là cọ vịt nhá, giá sẽ là 55k. Đó, cọ vịt này. Cọ vịt giá sẽ là 55k cho một cái bộ cọ vịt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Cả chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn trải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể trải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể trải được. Đến nhà hàng xóm mới biết đây là bàn trải vệ sinh. Nó có miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn trải hình vịt chất liệu của silicon mềm có thể trải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể trải được. Nó rất là ngon lành, giá thì chỉ có 55k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo nhá. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo này, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc. Dòng này thì nó sẽ là bên ngoài là có một con rồng ôm như này rất là đẹp này. Đó, có màu vàng, màu bạc như này. Con này thì ưu điểm của nó có sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Các bác hết ga thì các bác bơm ga vào cho em, rất là đẹp các bác này. Đấy. Màu vàng, màu bạc như này. Lên cho em là bật lửa Zippo nhá, có hai màu, màu vàng, màu bạc như này cho em. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90k thôi. 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Con này thì khá là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình xài hút thuốc lá, thuốc lào đều ok hết nhá. Đó. Hoặc là các bác dùng ở ngoài đường đi lại thì nó sẽ là dùng bật lửa điện như này thì nó sẽ không bị tắt thôi nhá, không bị tắt, rất là tiện luôn. Lên cho em là bật lửa Zippo có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Giá của nó sẽ là 90k một cái nhá. 90.000 cho một chiếc. Các bác lấy muốn lấy màu nào thì báo màu cho em. Đấy rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 lưu ý cộng cho em 30.000 để ship nữa. Đấy.
Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao cai nhá. Con này thì các bác dùng để mình thái này, đấy, hoặc là băm nhẹ cũng rất là ok. Đấy, nó cũng khá là đầm dao luôn, dao của thương hiệu Kai và siêu bén luôn. Con này thì giá sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. 120k các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi. Các bác có thể dùng thoải mái để mình sử dụng trong nhà bếp nhà mình. Đây em thử dọc dây bóng này, đấy các bác nhá. Đấy, cũng rất là ngon lành luôn. Đấy, một cái loại dây bóng da mà nó cũng dọc rất là ngon luôn này. Đấy. Còn dọc giấy thì ok rồi các bác này. Đấy. Đây các bác này, rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn. Đó, một con dao cai chất lượng như này, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, thái băm chặt đều ok hết nhá. Lên cho em là dao cai, giá sẽ là 120k. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái vít cân ký và dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200.000 các bác lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Và đơn nào trên 1 triệu thì yêu cầu các bác là phải chuyển cọc trước, còn từ dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code các bác nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đầu tiên thì em lên cho bác cái mã vít cân ký đó, thì em cũng nhắc lại một chút là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mà lấy dưới 200 thì lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là vít cân ký, thì bên em bán theo cân nhé. Một cân của nó thì giá của nó sẽ là 110.000 một cân. Và một cân của nó thì được cái số lượng nó vào khoảng là từ 7 đến 12-13 chiếc nhé. Từ 7-12-13 chiếc thì theo số lượng không nhé, thì theo số lượng và thì theo cái loại to nhỏ lớn nữa. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là khoảng từ trên dưới 10 chiếc nhé. Trên dưới 10 chiếc cho bác như này. Đó. Thì hàng khá là đều đẹp cho các bác luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần là mua một cân như này thôi là tha hồ thoải mái dùng ở đây các bác này. Đấy, một cân của nó này, to nhỏ lớn bé này, có to có nhỏ này, có lớn có bé, có dẹt có ba khe cho các bác nhé, có dẹt có ba khe cho các bác luôn. Đấy, và thi thoảng thì sẽ có những con vít đóng như này nhá, thi thoảng sẽ có những con vít đóng như này nữa. Thì bên shop sẽ bốc ngẫu nhiên cho các bác có cả những con vít cách điện như này nữa nhá. Vít cách điện này thì các bác dùng để làm điện làm đóm cũng rất là an toàn luôn. Và combo cho các bác thì một cân thì tùy theo to nhỏ lớn bé. Đây, như cái cân này của nó thì nó cũng khá là vừa sinh, vào khoảng là trên 10 chiếc nhá. Một cân thì các bác sẽ nhận được khoảng trên 10 chiếc. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn dẹt tròn đầy đủ rồi. Đó, về nhà các bác cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đây. Đấy, nó sẽ là đều đều như này các bác này. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé. Có dẹt, có tròn, có ba khe, có mũi khế. À, có ba khe, có dẹt các bác nhỉ. Đấy. Rất đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy. Và thi thoảng sẽ có cho các bác một con vít đóng như này nữa để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Các bác lên cho em đó là vít cân ký nhá. Vít cân ký giá sẽ là 110.000. Còn bác nào mà lấy nửa cân thì giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, lên cho em là vít cân này. Đấy, lên cho em là vít cân, giá của nó sẽ là 110k. 110k nhá. Đó, còn bác nào lấy nửa cân thì giá sẽ là 60.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít cân này. Vít cân. Đấy, giá sẽ là 110k trên một cân nhá. 110k trên 1kg. Đó, trên 1kg. Còn bác nào lấy lẻ thì sẽ là 5 lạng thì sẽ là 60k nhá. 60k trên 0,5kg các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao dọc giấy các bác nhá. Dao dọc giấy thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là combo là một dao và một lưỡi như này. Một dao một lưỡi như này. Thì con này bên shop đang bán cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. Giá chỉ có cho các bác là 15.000 cho một chiếc như này thôi. Nếu các bác mua lẻ thì là sẽ là 15.000, còn mua từ 3 cái trở lên thì bên em sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một chiếc. Đấy, 10.000 một chiếc là vào 30.000 cho 3 chiếc nhá. Đó. Còn mua lẻ thì bên em sẽ bán là 15k cho một chiếc như này. Còn mua từ 3 chiếc trở lên thì giá sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhựa cứng và bên ngoài thì bọc cao su non. Đấy. Dao thì cực kỳ là dễ tháo lắp lưỡi luôn, các bác chỉ cần tháo thêm cái lưỡi đằng sau này ra này. Đấy, và các bác đẩy ra thôi, đẩy ra thay lưỡi. Thay lưỡi xong mình lại cho vào. Đấy, rất là ngon lành, dễ sử dụng và tiện ích. Và con này thì dao của nó cũng khá là bén luôn. Đấy, thì combo cho các bác luôn. Mua 3 con thì sẽ là 30.000. Còn nếu các bác mua lẻ thì chấp nhận giúp cho em nó sẽ là nó sẽ là 30.000. Đấy. 3 con là 30.000. Đấy, còn một con thì sẽ là 15k. Một con thì sẽ là 15k này. Đấy, 15k. Còn 3 con thì sẽ là bằng 30k. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn.
Hello anh em nhé. Đó thì hôm nay bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái con quạt sưởi hàng của thương hiệu Fuji của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 500.000 cho con quạt sưởi hàng của Fuji như này. Đấy, em đang bật cho các bác xem này. Đấy. Thì đây em đang để cái mức độ của nó là công suất của nó là 1200 nhá, 1200. Đó, thì nó sẽ có 3 nấc. Đấy, đầu tiên là nấc 400 này. Đấy, nó sẽ có nấc 400, nấc 400 thì nó sẽ lên nguyên một cái đèn ở giữa thôi. Đó, nguyên lên một cái đèn ở giữa nhá. Tiếp theo là nấc 800 thì nó sẽ lên hai đèn. Đấy, nấc 800 là sẽ là hai đèn nhá, đèn trên đèn dưới này. Đấy, và nấc 1200 thì nó sẽ là lên cho các bác là tổng cho các bác sẽ là 3 đèn nhá, 3 đèn. Đó. Và con này thì nó sẽ có cho các bác là chế độ xoay 90 độ nhá. Đây, xoay 90 độ tức là nó có thể xoay vòng tròn được. Đấy, nó có chức năng xoay vòng tròn cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng rất là tiện ích và cực kỳ là ấm áp luôn. Đấy, thì con này nó khá là cao luôn nhá, khá cao luôn, và cái độ tỏa nhiệt của nó rất là rộng. Chiều cao của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi đây 2 này, 4 này, 6 này, chiều cao khoảng là 70 phân nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Fuji này. Đấy, Fuji Pova, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Sử dụng điện 220V. Đây các bác này. Đó, đây. Đấy, máy sưởi này. Đây, thông số của nó đây các bác nhá, thông số đây. Đấy. Lắp ráp tại Việt Nam nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác nhá. Giá rất là hợp lý cho các bác rồi. Đó. Đây, đấy. Thiết kế của nó sẽ là xoay 90 độ cho các bác luôn nhá, xoay 90 độ luôn. Đó, và rất là nóng luôn nhá. Con này thì siêu nóng luôn. Đó, và giá rất là tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, thì nó sẽ có hai cái lẫy như này. Thì các bác có thể để một bên là theo kiểu là các bác có thể để sang bên xoáy sang bên tay trái này, tức là cái bên có mũi tên này thì nó sẽ xoay 90 độ nhá. Đấy, còn nếu các bác để một bên thì nó sẽ không xoay. Đó, để sang bên phải thì cho công tắc sang bên phải thì nó sẽ không xoay nhá. Thì tùy theo các bác muốn chỉnh bên nào thì chỉnh. Đây, sang cái bên này này, cái bên có cái mũi tên này là nó sẽ điều chỉnh xoay 90 độ này. Còn sang cái bên không có mũi tên này thì là nó sẽ đứng yên. Đấy, thì về không như này là sẽ là về không này là sẽ là tắt này. Đấy, và xoáy sang bên tay phải này thì sẽ là đứng yên này. Và xoáy sang bên tay trái này thì là nó sẽ là xoay nhá. Thì tùy theo các bác muốn chỉnh xoay cũng được mà chỉnh đứng yên cũng được. Đó. Con này thì siêu nóng nhanh luôn. Hàng của Nhật thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đặc biệt là miền Bắc đang vào mùa đông rất là lạnh giá như này thì các bác dùng cho em con này rất là ok luôn nhá. Đấy. Hàng cực kỳ cao cấp và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy sửa Fuji. Giá của nó sẽ là 490.000 nhá. 490k cho con máy sửa Fuji như này và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng các bác cắm thử kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này. Đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây, lắp cái đầu này vào đây cho em này. Đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá. Đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó. Đây, lắp đầu vòi, như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy.
Ừ, lấy nhiều nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhé. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhé. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhé. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhé. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe, các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này là xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá. Đấy. Thả vào cái xô nước này. Đấy. Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhá. Sau đó thì các bác bóp liên tục cho em này. Đó, bóp cho nó bóp vào giờ nó lên nước thì thôi nhá. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác để cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đó, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nhá, cũng rất là sạch luôn này. Đó. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Đó. Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đây. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đây. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao. Là mình tưới cây rất là tiện. Không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó. Xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây các bác thấy không? Xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn. Khá là ok các bác nhá. Đó, đây con này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó. Design in Germany này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy.
yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dặn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy thôi nhá, nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vung viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết con này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là bốn lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt con này, quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng các bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung viếc đàng hoàng các bác nhá. Đấy, vung viếc đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo là đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này.
hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cành đào cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món các bác này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đây rồi, chào các bác nhé. Hôm nay thì Phạm Huấn lại lên video để trân trọng gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, còn dưới 200.000 thì cộng thêm cho em 30.000 được ship. Đơn hàng từ 200 sẽ bao ship, dưới 200 cộng cho em 30.000 ship. Đấy, một số các sản phẩm ví dụ như là hàng phục vụ cho những ngày đông giá lạnh các bác này. Đấy. Thì bên shop về cho các bác cái tất 5 nhá. Tất này đựng trong hộp và một hộp này của nó sẽ là 5 đôi. Đấy, hàng của thương hiệu Nike của Nhật nhá, hàng của thương hiệu Nike của Nhật cực kỳ chất lượng này. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá, 5 đôi cho các bác luôn. Và giá chỉ có 80 cành thôi. Tất của Nhật, tất hãng. Đấy. Hàng gọi là tất dệt kim nhá, dệt kim co giãn 4 chiều. Đấy, đây có những cái phần nó dệt lẫn với cái sợi gọi là sợi chun các bác này. Đấy, để nó ôm chân rất là tuyệt vời luôn. Đó, dệt kim co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi, chống hôi chân các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một hộp như này bao gồm là 5 đôi. 5 đôi mà giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Đấy, 80k thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu ghi như này nhá. Màu đen và màu ghi. Thì các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Giá sẽ là 80k. Đó. Tất hộp 5 này. Tất hộp 5 giá của nó sẽ là 80k nhá. Thì nó sẽ có là màu đen và màu ghi nhá, màu đen màu ghi. Thì bên em sẽ bán theo hộp như này, không bán lẻ màu nhá. Các bác lấy thì lấy theo hộp cho em. Chỉ có 80.000 hộp thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái tất vỉ nhá. Đấy. Cũng là hàng của thương hiệu Nike luôn. Và dòng tất vỉ nhá, tất vỉ này thì nó sẽ là dòng 10 đôi, tất hộp thì chỉ có 5 đôi thôi. Tất vỉ là 10 đôi. Cái tất vỉ này thì nó sẽ ngắn cổ hơn một chút nhá. Đấy, còn độ dày và độ co giãn thì như nhau. Đấy. Và dòng này của nó thì nó cũng là dòng của thương hiệu Nike, co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi các bác nhá. Và dòng dệt kim cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đó các bác thấy không? Đây, rất đẹp các bác này. Đấy, một vỉ này của nó thì sẽ là 10 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi này thôi. Tính ra vào có 9.000 một đôi thôi. Đấy, con này bình thường nếu mà các bác mua ở bên ngoài nó sẽ bán cho các bác là 15 đến 20.000 một đôi. Đấy, nhưng mà bên shop bán combo cho các bác một vỉ như này, 10 đôi chỉ có 90.000 thôi. Thì các bác lên cho em cái này sẽ là tất vỉ nhá. Đấy, lên cho em là tất vỉ này. Đó, tất vỉ tất 10 nhá, lên cho em là tất 10 này. Tất 10 thì có màu đen và màu trắng này. Tất 10 đen hoặc là tất 10 trắng nhá. Giá thì đều là 90k nhá. Đấy, giá là 90k cho một vỉ tất 10 nhá. Đấy, còn cái này thì các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, còn cái này là tất vỉ 10 nhá. Tất vỉ 10 hoặc lên cho em là tất 10 là được rồi. Giá thì 90k cho một vỉ bao gồm là 10 đôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một sản phẩm vừa là trang sức vừa là bảo vệ sức khỏe cực kỳ là tốt luôn. Đó là cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Giá thì cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Đấy. Giá nhập khẩu và phân phối của nó sẽ là 1.900.000 cơ. Đó. Nhưng mà riêng hôm nay thì chương trình tri ân khách hàng. Đấy. Thì bên shop về cho các bác cái giá cực kỳ là tốt và cực kỳ là sốc cho các bác luôn, chỉ có 50k trong cái vòng trầm như này thôi. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ. Đấy, chuyên giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông nhá. Đấy, vòng trầm gỗ các bác này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vòng trầm như này với 108 hạt nhá. Và có kèm cho các bác một cái đài sen rất là đẹp như này. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy. Và mùi gỗ rất là thơm luôn, mùi trầm gỗ rất là thơm luôn. Và các bác biết là cái tính năng của gỗ trầm thì nó rất là tốt rồi. Đấy. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Giá của nó sẽ là 50.000 trong cái hộp vòng trầm gỗ như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là tiện ích. Đây, hàng của Nhật này, toàn bộ chữ Nhật nhá. Đấy, tem chữ triện cái thứ đó rất là đàng hoàng. Mua cho biếu tặng làm quà thì cực kỳ là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. 50k các bác nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là đây bên shop về cho bác cái bộ gắp bát đĩa nhá. Lên cho em là bộ gắp bát đĩa. Thì bộ này combo của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái gắp này. Đấy, đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai cái gắp thì nó sẽ là hai con gắp như này. Con này thì các bác có thể bỏ ra để mình quặp cái đĩa vào. Đấy, quặp cái đĩa vào, còn con này thì mình kẹp này. Kẹp đĩa, kẹp bát nhá, có thể ngửa lên như này hoặc là úp xuống như này đều được nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng lót như này nữa. Thì miếng lót này thì các bác dùng để mình lót mình bắt tay vào cái xoong cho nó khỏi nóng tay.
Đấy, các bác xỏ tay vào đây cho em này. Đấy, đây mình xỏ cái tay vào đây, sau đó thì mình kẹp xoong kẹp nồi. Đây nó sẽ là hai miếng luôn, hai miếng như này. Đấy, hai miếng như này để các bác bắt xoong bắt nồi mình kẹp vào đây. Và có cho các bác là hai cái miếng lót để các bác để nồi cho nó chống nóng này. Đấy, hai cái miếng lót thế này. Để khi mình lót và mình để cốc, để bát, để xoong, để nồi cho nó khỏi nóng đấy. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho cái bộ gắp bát đũa này thôi. Lên cho em là gắp bát đũa nhá. Giá của nó sẽ là 50.000. 50.000 cho một cái bộ combo như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Và đây là cái video đã sử dụng thực tế này. Con này cái tính năng ứng dụng của nó thì khá là cao luôn. Đấy, độ ứng dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Và cái sử dụng của nó là hoàn toàn thực tế luôn, chứ không phải là pha văn cầu kỳ. Đó. Lên mã giúp cho em là gắp bát đĩa nha, gắp bát đĩa. Giá của nó sẽ là 50k cho cái bộ gắp bát đĩa như này. Đấy, gắp bát đĩa này. Gắp bát đĩa đều được hết nhá. Giá sẽ là 50k cho một bộ. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Các bạn này, đó. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicon chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicon cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô cùng. Trước đây việc lấy đồ ăn mới hấp ra khỏi nồi đối với tôi là việc cực kỳ khó khăn vì nó rất dễ bị bỏng. Giờ thì tôi đã có bộ bảo bối kẹp đồ nóng này. Đây là cái kẹp chuyên dùng để kẹp nhất các loại đĩa. Với tay cầm điều khiển linh hoạt, nó có thể kẹp được các loại đĩa có kích thước khác nhau. Đối với bát thì có thể dùng cái kẹp này. Đầu của nó làm bằng silicon chống trượt. Bạn có thể yên tâm lấy đồ ăn ra mà không sợ bát bị rời vỡ. Còn nếu bạn muốn lấy nồi hoặc đồ ăn ra trực tiếp thì có thể dùng đôi găng tay silicon cách nhiệt này. Thật sự nó tiện lợi vô. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là sen quạt tăng áp thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu dây như này, dài khoảng một từ 1m2 đến 1m5, một đầu vòi sen như này. Con này ưu điểm của nó thì dùng được cả nóng cả lạnh nhá, cả nóng cả lạnh. Đấy, có thể ngoắt nghéo này, đóng ngắt trên tay nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay và có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước này, và có cho các bác một cái lõi lọc than hoạt tính như này. Đấy, thì các bác dùng nó sẽ lọc được các cái cặn nước bẩn cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có cho các bác là 100k cho cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Lên mã cho em là sen quạt tăng áp, giá sẽ là 100.000. Đây các bác này, đấy, khi các bác dùng thì nó rất là mạnh như này. Nó có cánh quạt, nó giúp cho các bác là tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đây. Đấy. Đấy các bác thấy không chưa? Đó. Và khi nước nó ra thì có cái cánh quạt nó xoáy và nó sẽ ra theo kiểu dạng lưới như này. Đấy. Cánh quạt xoay giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhé. Sen quạt tăng áp này. Sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 100 cành một bộ như này nhé. 100k cho một bộ như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bơm tẩu ô tô nhé. Con này chỉ dành cho ô tô thôi, còn xe máy, xe đạp hoặc là bơm điện là không bơm ở đâu. Đấy, các bác phải có ô tô. Yếu tố đầu tiên cần thiết là phải có ô tô nhé. Phải có ô tô thì mới dùng được. Và nó cắm trực tiếp vào cái tẩu của ô tô ấy, chứ còn về nhà các bác cắm điện lưới là không được đâu. Có công tác đây các bác bật lên cho em này. Hàng thì của thương hiệu Toyota nhé, Toyota. Đấy, và nó sản xuất để nó tặng cho những người mua ô tô nhá. Đó. Thì ưu điểm của con này là dùng nó rất là tiện, các bác không phải điện đóm gì, về chỉ cần cắm vào cái tẩu ô tô thôi. Yếu tố cần và bắt buộc là phải có ô tô nhá các bác. Nào không có ô tô thì đừng có hỏi cái này, nó mất công nhá. Đấy, nhà phải có ô tô thì hãng mua. Đấy, thì về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô cho em. Đây là cái tẩu ô tô này, về nhà các bác cắm vào cái tẩu ô tô này là mình bơm thôi. Giá thì chỉ có 180.000 thôi. Đấy, các bác cứ bỏ sẵn trên ô tô cho em. Khi mà mình di chuyển trên đường mà xe bỗng nhiên bị hết hơi, hoặc là các bác để qua đêm, đấy, hoặc là để lâu ngày không sử dụng nó hết hơi, thì các bác cắm vào tẩu ô tô, nổ máy lên cắm tẩu ô tô, sau đó thì mình bật lên là mình bơm cho em. Hàng thì của thương hiệu Toyota nhé. Hãng Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng mua ô tô của nó. Đấy, cho nên là các bác lên là bơm tẩu ô tô nhé. Đấy, nhà có ô tô thì hãng mua, hãng hỏi các bạn, còn không có ô tô thì thôi, để tránh cái việc là nhầm lẫn giữa bơm tẩu ô tô và bơm bình thường. Lên cho em là bơm tẩu ô tô, giá sẽ là bơm tẩu ô tô này, tẩu ô tô nhá, giá sẽ là 180 cành nhá, 180k, chỉ dành cho nhà nào có ô tô. Các bác cũng hết sức thông cảm nhá. Đấy, em nói nhấn mạnh như thế để tránh cái việc là các bác mua nó không đúng chủng loại, không đúng cái nhu cầu mình sử dụng, nó mất công. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa kèm đồng hồ như này. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, và khi các bác sử dụng thì nhấp cái này vào cho em là đồng hồ nó sẽ chạy này. Đấy, đồng hồ đang chạy nhá. Đấy, và khi mình bật thì nó sẽ có cả đèn sáng này. Đấy, ấn này sẽ có đèn sáng này. Con này rất là đẹp luôn. Đó, lên cho em là bật lửa đồng hồ nhá. Màu của nó là màu gỗ đậm rất là đẹp này. Đấy, màu gỗ đậm rất là đẹp này. Đấy, kéo lên thì đèn sáng, số là số La Mã nhá. Đấy,
Con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em, đựng trong một cái hộp cực kỳ chất lượng như này, hàng của hãng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, số là mã này, giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100.000 nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa kèm với lại đồng hồ luôn, giá sẽ là 100 cành nhá. 100 cành cho con bật lửa đồng hồ như này. Về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em nhá, tự bơm ga này, tự bơm ga. Chưa có ga đâu nhá, về nhà các bác tự bơm ga vào là được, giá sẽ là 100k. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác dòng sản phẩm, đó là cái dao dọc giấy các bác nhé. Dao dọc giấy đó thì nó sẽ về cho các bác là các cái màu như này, rất là đẹp luôn. Đó, và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 15.000 một chiếc như này nhá. Các bác mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc, còn mua từ 3 chiếc thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một chiếc, tức là 3 chiếc là 30.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn, mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Đấy, lên mã theo là dao dọc giấy này, hàng cực kỳ là ngon luôn. Con này thì thay lưỡi rất là dễ, các bác chỉ cần tháo theo cái đít này ra này, sau đó thì mình đẩy ra như này là mình thay được lưỡi chưa, thay lưỡi nhá, rất là ok luôn đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy. Đấy, rất là ngon luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là bằng cao su non nhá, bên ngoài bằng cao su non, bên trong bằng nhựa cứng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, thay lưỡi cực kỳ dễ dàng. Đấy, nghe cái lẫy của nó kêu đã rất là đã rồi các bác nhá. Lò xo là viết rất là ngon luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là mình mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Còn combo từ 3 chiếc trở lên thì giá của nó sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đó, mua lẻ này, mua lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Còn mua từ 3 cái trở lên thì sẽ là 30.000 nhá. 3 cái là bằng 30k. Đó. 3 cái này, 3 cái là bằng 30.000 nhá. Còn mua lẻ sẽ là 15.000 một chiếc nhá, 15.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô tô vít bãi nhá, tô vít bãi Nhật. Đó, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Thì bên shop bán cho các bác theo kiểu cân ký nhá, cân ký đấy. Một cân của nó thì nó sẽ vào khoảng trên dưới 10 cái nhá. Đấy, em sẽ cân ngẫu nhiên cho các bác luôn. Đó. Một cân của nó thì khoảng trên dưới 10 cái như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 cho một cân nhé. 110.000 cho một cân các bạn này. 110.000 cho một cân như này. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. To nhỏ lớn bé mẹ con ngắn dài đầy đủ cho các bác luôn. Đó, đây. Nó sẽ là một cân vít, nó sẽ là như này các bác nhá. Đấy, một cân vít như này các bạn này. Đấy. Đây thì nó sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đây các bác này. Đó, đây nó sẽ là một cân nhá. Một cân của nó đây. Đấy. Dẹt tròn ba khe múi miếc đầy đủ cho các bác luôn. Dẹt tròn ba khe múi miếc đầy đủ cho các bác nhá. Đó, có dẹt, có tròn, có ba khe, có múi đầy đủ cho các bác luôn. 2 này, đấy, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 12 này. Đấy, nó sẽ vào khoảng là từ 12 đến 15 chiếc nhá, từ 12 15 chiếc tùy theo to nhỏ lớn bé mẹ con. Đó, combo cho các bác như vậy để các bác lựa chọn nhá. Đấy. Thì bên shop sẽ bán theo cân ký như vậy để các bác biết nhé. Đấy. Một cân của nó sẽ là vào khoảng là từ 12 đến 15 chiếc. Các bác lên xem là vít cân ký nhé, vít cân ký. Đấy. Từ 12 đến 15 chiếc như này. To nhỏ lớn bé mẹ con dài ngắn khác nhau đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 110.000 nhé. Còn bác nào mua lẻ thì nửa cân thì sẽ là 65.000. Đó đây. Đấy. Rất là ngon luôn các bác này. Đây. To nhỏ lớn bé mẹ con dẹt tròn ba khe múi khế ngắn dài đầy đủ cho các bác luôn. Một cân này thì nó sẽ là hàng rất là phổ thông để cho các bác sử dụng rồi. Đó, trên chục cái nha, giá chỉ 110.000 thôi. Bình thường nếu các bác bây giờ ra ngoài cửa hàng mà mua một con vít xịn sò ngon như này, giá của nó cũng phải 25-30.000 rồi nhá, 25-30.000 rồi. Đó, thế mà bên shop bán cho các bác nhá. Đó, combo cho các bác như này, giá chỉ vào cho các bác là 110.000 cho một cân. Đấy, các bác lên xem là vít. Không, vừa biết rồi mà nó lăn đi đâu rồi. Nó bốc lẫn vào tủ vít. Các bác lên cho em là vít cân ký nhá. Đấy, vít cân ký này. Đó, vít cân ký. Giá thì bên shop bán cho các bác 1kg thì sẽ là bằng 110k nhá. 110k cho 1kg. Đó. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là nửa cân nhá, 0,5kg thì sẽ là 65k nhá. 65k cho 0,5kg. Đó, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo
Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cưa gấp các bác nhé. Đấy, cưa gấp các bác này. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Đấy, các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp trắng đen. Con này bên em đang bán là 70.000 nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, Japan các bác này. Đó, Japan, made in Japan các bác nhá. Đấy, hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hàng có tem mác thương hiệu các thứ đàng hoàng. Đẻ cong thoải mái luôn các bác này, uốn cong thoải mái luôn. Hàng nội địa của Nhật các bác biết rồi. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, gấp gọn rất là ok. Các bác có thể dùng để mình cưa cây, cưa cành. Chiều dài của lưỡi cưa này thì sẽ là 30cm nhá. Các bác dùng để cưa rất là ngon luôn. Con này thì nó sẽ là dòng cưa mở hình hạt bòng như này. Khi các bác cưa thì nó rất là êm. Đấy, mềm mượt, dễ cưa. Đấy, ví dụ như là mùn cưa này hoặc là các cái loại như là nhựa cây này, mùn cưa thì nó sẽ đọng vào các cái phần mở hạt bòng như này. Thì khi các bác cưa nó sẽ nhẹ nhàng này con này. Đấy, đây các bác nhá. Rất là ngon luôn. Bẻ cong thoải mái này. Đấy, bẻ cong thoải mái luôn. Gấp gọn rất là ok này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 70.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50.000 thôi. Lên mã giúp cho em là cưa gấp trắng đen nhá. Cưa gấp trắng đen. Giá sẽ là 50.000 cho con cưa gấp trắng đen như này con này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cưa gấp trắng đen nhá. Đó. Đây. Qua lên cho em là cưa gấp trắng đen. Đó. Cưa gấp này, đó. Cưa gấp trắng đen nhá. Đó, cưa gấp trắng đen, giá của nó sẽ là đang bán là 70k nhá. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 50.000 thôi. 50k cho một con cưa gấp trắng đen như này nhá. Cưa gấp trắng đen 50.000. Đó. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Mở ra mở vào cực kỳ là ngon luôn. Gấp gọn này, rất là tiện dụng nhá. Đó, cán thì bọc cao su non, bằng nhựa bọc cao su non nhá, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Đây, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện xanh nhá. Các bác lên cho em là dây điện xanh. Con này thì bên shop đang gửi cho các bác một cái dây điện xanh như này. Thì nó sẽ có theo biểu nhá. Đấy. Hàng dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đó. Dây của Nhật các bác nhá. Đây, Japan CU này. Đó, Japan nhá, dây lõi đồng 2.5 nhá. Đây. FA 2.5 con này. Đây. FA 2.5 nhân với 2 dây nhá. Hàng ổ đúc có đèn báo nhá. Con này thì nó sẽ là hàng dòng ổ đúc có đèn báo luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Đó, ở đây nó sẽ có cái đèn báo như này các bác này. Khi cắm điện vào là cái ổ đúc này có đèn báo các bác nhá. Ổ đúc có đèn báo như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng chống va đập thoải mái luôn các bác nhá. Có đèn báo sáng này. Có 3 ổ cắm nhá. Chống va đập thoải mái luôn, kết nối cực kỳ là tốt này. Rút ra này. Cắm vào này. Đấy, có đèn báo luôn nhá. Cái ổ đúc này thì các bác dùng cực kỳ là ok luôn, các bác đập thoải mái quá này. Đập thoải mái luôn. Gõ đập thoải mái nhá. Gõ đập thoải mái luôn, không có hề hấn gì luôn. Đó. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và 30m nhá. Đấy, đây rất nhiều cho các bác này. Đấy. Rất nhiều luôn các bác nhá. Đó, đây. Rất nhiều các bác nhá. Thì có dòng cho các bác là 5m, 10m và 30m thì các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Thì bên em có 3 mẫu phổ thông như vậy. 5m, 10m là cái mẫu ngắn để các bác dùng để mình ăn lẩu, ăn nước hoặc là làm sử dụng đồ vặt trong nhà. Còn các bác muốn cao hơn, muốn sử dụng được dài hơn để mình đi chiến công trình, công việc thì các bác dùng cho em cái dòng 30m kia nhé. 30m là quận to. Đó, thì bên shop sẽ bán theo biểu có nhé. Đấy, theo biểu. Thì 5m sẽ là 205m này. Đấy, các bác lên cho em là dây xanh nhá. Lên cho em là dây xanh hoặc là dây điện xanh cũng được. Dây điện xanh nhá. Đấy. Dây điện xanh. Đấy, dây điện xanh này. Đấy, 5m sẽ là 220k nhá. 220k. Đấy. 10m là 330.000, 330k. Và 30m thì sẽ là 650.000 nhá. 650.000. Giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn. Đấy, dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Dây 2.5 nhá. Dây 2.5 lõi đồng nhá. Đấy. Dây 2.5 lõi đồng cho các bác luôn. Đó. Đây 5m, 10m và 30m nhá. Đó, giá như trên. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh việc là hàng gửi đến là các bác không nhận hàng thì nó rất là mất công. Đấy, cho nên là các bác lưu ý giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nếu mà bác nào lấy dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Còn các bác cứ mua đủ 200 là bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi tam giác nhé. Chổi tam giác thì khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chi tiết như này.
một thân chổi này, một thân chổi thì con này các bác có thể xoáy vào đây chưa? Đấy, xoáy vào đây nhá. Đấy, xoáy vào đây để cho nó dài ra, còn khi gửi thì bên em sẽ tháo rời ra. Đấy, và các bác lắp vào cho em thì tổng chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 1m3 nhá. Và khi vắt thì các bác cho xà bông vào đây, cho xà bông vào đây vừa giặt rửa vừa vắt thì nó sẽ rất là mềm và rất dễ vắt hơn rất là nhiều so với việc là mình vắt khô như này. Đấy, kéo này cho em. Đấy, thì khi mà các bác kéo vào thì nó sẽ xoắn vào như này. Xoắn vào như này là nó sẽ tự vắt luôn các nhá. Tự vắt luôn. Đấy, các bác kéo này cho em này. Đấy, kéo đều tay như này. Kéo đều tay này nó sẽ vắt vào như này. Đấy. Thì lên mã giúp cho em là chổi tự vắt. Đấy, con này thì nó sẽ xoay cho các bác là 360 độ được luôn. Xoay 360 độ để đưa hết vào các cái ngóc ngách nhá. Vừa để giặt vừa để vệ sinh rất là tiện ích. Đấy, và các bác có thể là sử dụng rất là vừa vặn cho gia đình nhà mình. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái chổi tự vắt như này. Giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là chổi tự vắt nhá. Chổi tự vắt giá sẽ là 100k. Đấy. Chổi tự vắt này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100k một em, 100.000 một em nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dây vòi xịt vệ sinh nhá. Bộ sản phẩm đầy đủ cho bác luôn, cả dây, cả vòi xịt và cả giá đỡ như này nhá. Dây, vòi xịt, giá đỡ, ốc ác đầy đủ luôn. Hàng thì của thương hiệu Osaka Japan này, Osaka Japan. Con này thì bên em cũng bán rất là nhiều rồi, giới thiệu qua cho các bác thôi. Giá thì chỉ có cho bác là 100k thôi. Lên mã giúp em là bộ dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 100k một bộ như này nhá. Dây dài khoảng 1m2 đây. Đấy, cả dây cả vòi xịt luôn, đóng ngắt tự động nhá. Tất cả đều bằng inox 304. Dây dẫn chắc chắn su 304 được các bác này. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cái bộ dây vòi xịt vệ sinh thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu đầu hàng của thương hiệu Clear của Thái nhá. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan các bác này. Đấy, Thái Lan đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear này thôi. Lên cho em là dầu gội đầu Clear, giá sẽ là 80k một lọ nhá, 80k một lọ. Dòng này thì nam nữ đều dùng được hết nhá, nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Giá sẽ là 80.000, 80.000 cho một lọ như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ô Nhật tự động nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng ô cực kỳ là tiện ích như này. Đấy, khi các bác giả ra thì mình có cái nút bấm ở đây nhá. Khi giả ra giả vào thì đều phải sử dụng nút bấm hết nhá. Đấy, đây các bạn. Đấy, khi giả ra thì nó sẽ là một cái dòng ô như này. Đường kính của nó là khoảng 1m nhá. Vải của nó thì thuộc cái dòng là vải nước đổ đầu vịt, cho nên khi bác sử dụng thì nó sẽ rất là nhanh khô và nó sẽ trơn đi luôn. Khi cho xuống thì các bác bắt buộc phải bấm như này nó mới xuống nhá. Chứ còn bình thường nếu các bác dùng mà các bác không bấm là nó không xuống đâu. Đó, mình chỉ cần bấm là tụt xuống là mình đẩy vào thôi, còn khi mở ra thì bấm này này. Đấy, mở này thì sẽ ra này. Đấy, còn khi cho vào thì các bác ấn cái này cho em. Đấy, tức là cho ra cho vào đều phải ấn hết nhá. Đấy, còn nếu các bác sử dụng mà không cho ra cho vào mà không ấn là không được đâu. Đó, và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, một cái con ô Nhật tự động như này. Giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, con này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó rất là tiện ích. Ví dụ như là các bác dùng để mình trên ô tô này hoặc đi xe đi cộ này mà các bác cho lên thì cần chỉ bấm phát là nó lên thôi. Bấm một tay là nó đã bật lên rồi. Bình thường nếu các bác dùng là phải mất hai tay để đẩy lên thì nó rất là mất công, nhưng con này thì rất là tiện. Vải của nó thì vải nước đổ đầu vịt này, màu thì rất là sạch sẽ và đẹp. Nan thì thuộc dòng là nan kép nhá, nan kép cực kỳ bền bỉ và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là ô Nhật tự động nhá, ô Nhật tự động. Giá sẽ là 80k, ô dù Nhật 80k trong cái ô dù Nhật thế này, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Con này thì các bác chuyên để dùng vệ sinh giày dép đều ok hết này. Đấy, vệ sinh giày dép hoặc là bàn đồ kính đồ kia các bác lau cho em rất là sạch luôn. Đó, thì các bác chuyên dùng để lau giày rồi là ok. Còn ngoài ra các bác có thể dùng để lau những cái thứ khác cũng được. Đó, giá thì sẽ là 20k trên bịch như này và mua 3 bịch sẽ là 50.000. Lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Đó, giá rất hợp lý cho bác luôn. Các bác dùng để mình vệ sinh lau giày lau dép, một bịch thì của nó là 30 chiếc. Đấy, thì thoảng các bác lại lau đi cho em, đi hoặc đi đâu ra ngoài về mình lau đi. Rất là sạch sẽ, các bác không cần phải giặt. Giặt thì nó rất là nhanh hỏng giày nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp kem như này. Một hộp kem, một bàn cạo, một hộp kem, một bàn cạo và có cho các bác là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là lưỡi kép như này, Thì các bác có thể dùng để mình lắp vào cái bàn cạo này, có sẵn bàn cạo cho các bác luôn và một cái hộp kem như này để các bác bôi cho nó khỏi rát nhá. Đó, để mình cạo cho nó trơn và bôi cho khỏi rát. Thì combo cho bác cả lưỡi bao gồm là 30 lưỡi, một bàn cạo 30 lưỡi và một cái lọ kem như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60.000 thôi. Bộ lưỡi kem này.
bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k trong cái bộ lưỡi kem này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bếp ga mini. Thì đây nó sẽ là một con bếp mini như này, rất là nhỏ gọn, thì các bác có thể dùng đa di năng được luôn. Đấy. Đi học, đi làm, đi chơi, đi công tác, đi du lịch, đi phượt đều được hết nhá. Hàng của Nhật rất chất lượng các bạn. Chỉ cần mở ra như này thôi. Đó, đây là cái miệng bên trên này. Các bác có thể là dùng đánh lửa tự động lắp vào các cái bình ga Việt Nam mình đều phù hợp hết. Phù hợp hết nhá. Các phần kết nối đều bằng đồng như này. Đấy, và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái chân như này, các bác mở chân ra cho em. Thì nó cực kỳ là vững chãi luôn. Đấy, nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con bếp ga mini như này. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho con bếp ga mini này. Thì con này dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn nhá. Đấy, các bác dùng thì rất là tiện ích luôn để mình đi du lịch này, đi học, đi làm, hoặc là các bác đi câu, đi kẹo mà muốn tranh thủ được con cá đưa lên mình hấp thì mình chỉ cần mang cái song đi thôi là có luôn. Đấy, đây, như này rất là tiện này. Bếp ga mini, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bếp ga mini như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái điện thoại một SIM hàng của thương hiệu Nokia nhá. Đấy. Thì combo đầy đủ cho bác luôn, một điện thoại như này, kèm một pin và một pin và một củ sạc nữa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái con điện thoại như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là đi 150.000, 150.000 nhá. Đấy, một củ sạc này, một điện thoại và một pin luôn. Đó, một củ sạc, một điện thoại, một pin như này. Đấy, combo cho các bác luôn đầy đủ. Mới tinh, nguyên đai nguyên kiện nhá. Hàng của thương hiệu Nokia đây. Đấy, hàng Nokia, nguyên đai nguyên kiện như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó. Giá rất hợp lý luôn các bạn. Đấy, về nhà thì các bác lắp pin vào cho em nhá. Một pin, một củ sạc và một điện thoại như này. Đấy, combo cho bác luôn. Đầy đủ, hàng nguyên đai nguyên kiện. Đấy, còn nguyên trong bao bì như này nhá. Nokia này. Đấy, lên cho em là điện thoại một SIM. Điện thoại một SIM giá sẽ là 150k thôi. 150.000. Đấy, chả đi đâu mà các bác ra cửa hàng mà đòi mua được cái điện thoại Nokia 150.000 như này cả. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips nhá, hàng thương hiệu Philips. Đấy, công suất của nó là 3.000W. Đấy, có lô thì là 2.800, có lô thì 3.000W. Và giá thì cực kỳ tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho một con máy sấy tóc này thôi. Con này thì bên em bán cả 1.000 con rồi. Đấy, hàng thì dây khá là dài luôn nhá. Dây cũng khá là dài luôn. Các bác dùng để mình sấy tóc rất là ok. Hàng của thương hiệu Philips, sử dụng điện 220V. Và giá thì chỉ có 130 cành thôi. 130 cành. Lên cho em là sấy tóc nhá. Sấy tóc này. Đó, sấy tóc Philips. Giá sẽ là 130k. Điện 220V. Và công suất của nó là 3.000W nhá. 3.000W, điện 220V. Lên cho em là máy sấy tóc Philips rồi ok. Hello, vâng lại em Huấn Phạm đây nhá. Hôm nay thì em lên cho các bác toàn bộ là siêu phẩm là LED luôn các bác nhá. Đó thì bên shop về rất nhiều mẫu LED này. LED rồi đèn lồng các kiểu con đà điểu luôn. Đó, rất là đẹp nhá. Thì nay em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con đèn lồng quá này. Đấy. Các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là 50cm và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 cho một con đèn lồng như này. Rất đẹp nhá, xoay nháy các kiểu con đà điểu luôn. Đó, xoay nháy các kiểu con đà điểu nhá. Con này nói chung thì cơ bản thì đẹp miễn chê được các bác nhá. Đẹp dồi dào, đẹp rực rỡ, đẹp lồng lộn các bác nhá. Đó. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Con này thì giá sẽ là 350.000. Lưu ý con này là lắp đặt nó rất là lâu, cho nên là khi các bác nhận hàng thì nó sẽ là hàng rời chứ không phải lắp đặt sẵn. Cho nên là khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lưu ý giúp cho em là mình sẽ cứ nhận hàng bình thường đi. Sau đó các bác cứ lắp đặt, nếu lỗi gì bên em sẽ bảo hành đổi mới cho các bác, cho nên các bác yên tâm. Đấy, thì ship giao hàng các bác cứ nhận hàng, thanh toán tiền bình thường và lắp đặt cho em. Đó, lỗi làm gì bên em đổi mới hết cho các bác, cho nên các bác yên tâm nhá. Đấy, lắp đặt nó hơi lâu thôi, chứ còn con này thì nó cũng dễ lắp đặt, không có gì là phức tạp cả. Bên em gửi thì các bộ phận nó sẽ rời nhau và về nhà các bác lắp vào. Con này các bác có thể trang trí ở trước hiên nhà này, ở trong phòng khách này, rồi là đề co trang trí rất là đẹp luôn. Thì lên lã cho em là đèn lồng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 cho một mã đèn lồng như này. Đấy. Hàng khi bên em gửi đến cho các bác thì nó sẽ là rời như này các bác nhá. Rời như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái phiếu hướng dẫn này, một cái phiếu hướng dẫn chi tiết như này.
để về nhà các bác lắp đặt này. Đấy, thì đây nó sẽ có từng cái bộ phận một này, và các bác cứ lắp đặt cho em lần lượt nhá, lần lượt cho em đây. Đấy, theo cái chiều mũi tên như này. Đấy, các bộ phận các bác bỏ rời hết ra như này, sau đó thì lắp đặt theo cái mũi tên như này cho em nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây đấy, nó sẽ rời đít như này nhá, rời đít như này này. Đấy, sau đó thì là nó sẽ đến là cái bộ khung này. Bộ khung này thì nó sẽ có cho các bác là 10 cái khung như này nhá, 10 cái khung như này. Đấy, sau khi các bác lắp đặt xong thì các bác cắm rác vào cho em. Đấy, cái này là cái phần nơ đít này. Đó, rồi đây là cái phần thân máy này, cái phần thân máy và thân xoay các bác này. Đấy, thân xoay này. Đó, rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, và đây là cái phần lồng này. Đấy, cái lồng như này. Đấy, hàng chất lượng cho các bác luôn, Việt Nam chất lượng cao nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, thì chỉ có 350.000 cho một cái con đèn lồng như này thôi. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em, chọn bộ sản phẩm như này. Đấy, về nhà thì các bác cứ thế là bác lắp hai đầu vào cho em là xong. Đấy, nó có cả đèn xoay luôn, rất rực rỡ các bác nhá, rất rực rỡ và rất đẹp luôn. Đó, thì hàng sẽ như trên hình như này các bác này. Đấy, như trên hình như này, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000 nhá. 350.000 cho một cái con đèn này các bác này, 350.000 cho một con đèn lồng như này. Kích thước của nó sẽ là 50 nhá, kích thước của nó là 50. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, các bác lên cho em là đèn lồng nhá. Đấy, nó sẽ xoay tự động như này. Đấy, con này các bác cắm ở trước hiên nhà mình thì thôi rồi, lượm ơi luôn, rất đẹp, rất tuyệt vời nhá. Đó, và bên dưới của nó thì nó sẽ là cái phần đuôi cá như này các bác này. Đấy, và có một cái con đèn xoay nữa như này này, à, một cái con đèn ở dưới nữa như này. Đó, nói chung là 350.000 cho một con đèn này thì các bác nên mua, rất chất lượng và rất tuyệt vời và giá rất hợp lý cho các bác luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn lồng nhá. Đèn lồng giá sẽ là 350.000. Tiếp theo thì em lên cho bác một con đèn tiếp theo. Đó là con đèn xoay các bác này. Đấy, đèn xoay đây. Con này thì các bác lên cho em là đèn xoay nhá. Đấy, con này thì về nhà các bác có thể dán lên tường như này hoặc bắt vít hoặc tùy theo nhá. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con đèn xoay như này. Đấy. Thì các bác có thể xoay như này để mình trang trí decor ở trong phòng ngủ, phòng khách này, phòng karaoke này và rất là nhiều các khu vực được. Đó, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy. Nó xoay như này các bác nhá. Các bác có thể là mình để theo cái hướng tùy ý mình điều chỉnh này. Em có thể xoay lên trần này. Đấy, xoay lên tường này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, hoặc là các bác có thể đi để tùy ý, nó cắm điện trực tiếp điện 220V luôn. Đó, nó rất là tiện các bác này. Xoay xuống dưới đất nó cũng rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đấy, xoay lên tường nó rất là đẹp các bác này. Đấy. Thì các bác có thể chiếu lên trần nhà này, hoặc là chiếu xuống dưới, chiếu lên trên tùy theo nhu cầu mục đích của các bác, rất là đẹp nhá. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là đèn xoay giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho em đèn xoay như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con LED pháo hoa nhá. Đây. Con LED pháo hoa này các bác quan sát này. Đấy, đây nó sẽ là một con LED pháo hoa như này. Rất rực rỡ cho bác luôn. Đường kính của nó sẽ là 1 mét nhá, và cái dây của nó thì cái dây sống này của nó sẽ là 1 mét luôn. Đấy, dây sống vào 1 mét và đường kính của là LED pháo hoa cũng là 1 mét. Và con này thì nó cũng khá là nhiều chế độ nháy khác nhau luôn nhá. Rất nhiều chế độ nháy khác nhau để cho các bác lựa chọn này. Đó, đây. Em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy, thì nó sẽ có chế độ là nháy ra này. Đấy. Nháy vào này. Đấy, nháy ra đây. Đấy, nháy vào này. Đấy, rồi là các cái chế độ điều chỉnh khác nhau này. Đây các bác này. Đấy, nháy lên, nháy xuống, rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Giá thì con này cũng bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đấy. Đây, nháy theo kiểu hình pháo hoa này. Đó, con này rất tuyệt vời luôn. Giá thì sẽ là 180.000 cho một bộ nháy pháo hoa như này nhá. Con này thì nó chỉ là nháy pháo hoa thôi nhá, chứ nó không có tiếng nổ đâu các bác nhá, không có tiếng nổ đâu. Đấy, không về nhà các bác lại đòi là sao không thấy nó nổ nhá. Con này nó chỉ có nháy không như này thôi. Và nó có băng dính luôn, có băng dính hai mặt luôn. Về nhà các bác có thể dán lên tường được. Nó rất là đẹp không nhá. Có thể dán lên tường được, nó rất là đẹp luôn. Rất đẹp các bác này. Và các bác có thể tùy chỉnh các cái chế độ khác nhau. Đấy. Nó nháy lên tường được nhá, rất là đẹp luôn. Đó, nháy lên tường. Rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Và nó có rất là nhiều chế độ nhá. Đấy, rất nhiều chế độ cho các bác lựa chọn luôn. Rất nhiều chế độ này và nhiều biểu màu khác nhau nữa. Đấy, nói chung là rất là tuyệt vời luôn nhá. Đó, có chế độ nháy các kiểu con là điều được luôn. Đây, em điều chỉnh cho bác xem này, rất nhiều chế độ luôn. Đấy, em đang điều chỉnh các chế độ đấy các bác nhá. Đó, các bác xem em điều chỉnh này. Đấy, nháy lên, nháy xuống này, nháy ra, nháy vào này. Xoay đảo chiều rồi nháy gần, nháy xa này. Đấy, bắn lên rồi đẩy xuống này. Rất nhiều chế độ luôn các bác nhá. Đó, đấy, rất nhiều chế độ luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý các bác nhá. Giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là nháy pháo hoa nhá, nháy pháo hoa. Đó, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con nháy pháo hoa như này các bác này, 180.000 nhá. 180.000 cho mấy em nháy pháo hoa như này thôi. Đó, rất nhiều chế độ, nhiều hiệu ứng khác nhau luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái sản phẩm đó là cái con LED ngọc nhá. Đây. Con này thì các bác có thể xuống nước thoải mái luôn nhá. Cho xuống nước thoải mái luôn.
Đấy, con này thì yên tâm các bác, nó sẽ là dây dài khoảng từ 7 đến 10 mét nhá. Hàng về theo lô, có lô thì 7, có lô thì 8, có lô thì 10, nó tùy theo lô thôi. Đó thì các bác lên cho em là led ngọc nhá, led ngọc con này bao nhiêu? 90.000 các bác nhá, 90.000 cho một cái sợi led ngọc như này, nó sẽ là bằng hình hạt ngọc như này, và con này các bác có thể dùng để mình gọi là dùng ngoài trời thoải mái luôn. Các bác có thể răng hoặc dán ngoài trời thoải mái nhá. Đó, trăng lên cây nhưng rất là ok. Chế độ nháy của nó cũng là rất là đa dạng và nhiều màu. Và ưu điểm của nó thì nó chống nước nhá. Con này các bác có thể để xe ô tô đi qua không việc gì luôn. Nó sẽ là cái dạng sợi hạt ngọc như này các bác này. Đấy, dạng sợi hạt ngọc như này, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá, rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 90.000 cho một con led ngọc như này thôi. Lên cho em là led ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là hình hạt ngọc này, rất là đẹp này. Chống nước thoải mái luôn, dây dài từ 7 đến 10 mét nhá. Dây dài từ 7 đến 10 mét. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác một con led 5 mét nhá. Con này thì nó sẽ là dây dài 5 mét và các bác có thể dán vào tường trực tiếp như này. Đấy, bóc ra dán vào tường. Và nó có cả điều khiển cả cục nguồn cho các bác hết đầy đủ luôn. Đấy, điều khiển cục nguồn các thứ như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải thêm cái gì nữa các bác nhá. Còn cái con led ngọc này thì nó chỉ có chân USB này thôi này. Đấy, con led ngọc nó chỉ có chân USB này thôi. Đấy, và chân này có thể điều khiển được luôn. Có chân USB và có điều khiển nhá. Về nhà thì các bác tự cắm cái chân USB nhà mình thôi. Đặc biệt là con led pháo hoa này cũng vậy nhá. Led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi các bác nhá. Đây. Con led pháo hoa này nó chỉ có chân USB thôi. Thì về nhà các bác cũng tự cắm vào cái cục nguồn nhà mình thôi. Đó, chỉ có riêng cái con led 5m này là có nguồn nhá. Có nguồn, led 5m này là có nguồn các bác này. Con 5m này thì cũng rất nhiều chế độ nháy khác nhau luôn. Đó, rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp, rất nhiều chế độ nháy và nhiều màu khác nhau. Các bác có thể trang trí ở tủ này, rồi nói chung là đa vị trí đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là led 5m nhá. Con led 5m này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? Led 5m là 80.000 các bác nhá. Đấy, led 5m là 80.000, còn lại là con led ngọc kia là 90.000 các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có mấy chục nghìn cho một cái bộ led như này thôi. Rất tuyệt vời các bác nhá, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Rồi ok, các bác mua mã hàng nào thì có thể liên hệ nhá.